Ban tổ chức Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, xin nhiệt liệt chào mừng chư vị tôn đức lãnh đạo cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và lãnh đạo Phật giáo trên thế giới. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các quý vị đại diện các nguyên thủ và các quý đại biểu về tham dự lễ bế mạc sáng hôm nay. Vietnam National Buddhist Sangha would like to give a big welcome to distinguished delegates, their holinesses, most venerables, and all Dharma brothers and sisters from all corners of the world and from Vietnam to the closing ceremony of the UN Day of Vesak Celebrations 2019. Chương trình biểu diễn nghệ thuật cúng dường đại lễ, tôi trân trọng giới thiệu chỉ đạo nội dung Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Đối ngoại Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Vê-sắc 2019. We'd like to introduce the director for the closing ceremony is Venerable Thích Đức Thiện, Vice President of Vietnam Buddhist Sangha, Secretary General of Vietnam Buddhist Sangha, and head of the executive committee of Vesak 2019. Tổng đạo diễn chương trình, đạo diễn Việt Thanh, kịch bản Lưu Sơn Minh. Xin trân trọng cảm ơn tập thể diễn viên nhà hát chèo Việt Nam và đoàn chèo Hà Nam đạo diễn chèo. Program director Phạm Việt Thanh, content director Lưu Minh Sơn. We'd like to give a big thank to the artists of Vietnam Chèo Theater and Hà Nam Chèo Troupe. Đạo diễn chèo Thanh Ngoan, nhạc sĩ Huỳnh Tú, Duy Hòa, biên đạo Bích Lan đã hoàn thành tiết mục khúc Cầu An. Tiếp ngay sau đây, xin trân trọng giới thiệu màn biểu diễn trống đồng của nghệ sĩ Hội Di sản và Cổ vật Thanh Hóa, chỉ đạo Quang Sơn và Minh Chính. Xin kính mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Director Thanh Ngoan, artist Huỳnh Tú, Duy Hòa, choreographer Trần Thị Bích Loan, thank you for your performance entitled A Prayer for Happiness and Peace. Now I would like to introduce the performance of the bronze drum by artists of Thanh Hóa Heritage and Antique Association, directed by Hồ Hoàng Sơn, Minh Chính. Oh,
theo cha xuống biển hư. Hôm nay ta về đây, cùng cha người về đây. Cùng theo mẹ mở nước. Cùng theo cha giữ trời. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, lãnh đạo cấp cao giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng chư vị tôn đức lãnh đạo Phật giáo thế giới. Venerable leaders of the National Vietnam Buddhist Sangha and world Buddhist leaders. Kính thưa quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng các quý vị đại diện các nguyên thủ các đoàn Phật giáo quốc tế cùng tất cả các đại biểu. Excellencies, leaders, former leaders of the party, state and government of Vietnam, venerables, most venerables of the world Buddhist organizations and associations. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 là sự kiện tâm linh văn hóa quốc tế thiêng liêng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam một lần nữa vinh dự được ICDV tin tưởng và lãnh đạo Tổ chức Phật giáo Thế giới ủng hộ, đăng cai, tổ chức và giờ phút này có thể nói đã tổ chức thành công. The United Nations Day of Vesak Celebration 2009 is an international thrice sacred and cultural event. National Vietnam Buddhist Sangha is once again very honored to be endorsed by ICDV and world Buddhist leaders to be
successfully host this significant event. Đại lễ vinh dự được đón nhận nhiều thông điệp vê sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các quý vị nguyên thủ cũng như các nhà lãnh đạo Phật giáo thế giới. The ceremony had the privilege to receive many Vesak messages of the leaders of the party, state and government of Vietnam, heads of states, governments of many countries, as well as messages of world Buddhist leaders. Đại lễ đã dành một ngày để tổ chức 5 hội thảo gồm các chủ đề: sự lãnh đạo bằng chánh niệm vì hòa bình bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững, cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục đạo đức toàn cầu, cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững, Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Năm diễn đàn nói trên đã đón nhận được nhiều tham luận cũng như nhiều ý kiến tích cực phát biểu đóng góp của các giới chính khách, các nhà nghiên cứu Phật học, học giả, các triết gia. The UNDV 2019 has arranged a whole day to organize 5 thematic panels with the following topics: mindful leadership for sustainable peace, Buddha's approach to harmonious families and healthcare and sustainable society, Buddha's approach to global education and ethics, Buddhism and the fourth industrial revolution, Buddha's approach to responsible consumption and sustainable development. These 5 thematic panels have received hundreds of articles and various encouraging comments and feedbacks from politicians, Buddhist scholars, scholars, philosophers and researchers. Bên cạnh đó, lễ đốt nến cầu nguyện, một lễ hội mang đậm dấu ấn tâm linh, cùng với các chuỗi sự kiện văn hóa bao gồm âm nhạc, triển lãm, hội họa, nghệ thuật, pháp phục, ẩm thực thể hiện phong cách truyền thống Việt Nam, góp phần làm phong phú thêm cho một sự kiện văn hóa quốc tế đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới. In addition, the candlelit procession for world peace bearing a spiritual significance along with a series of cultural events including music, exhibition, painting, art, Buddhist gowns, cuisine has vividly showcased the Vietnamese culture and traditions, contributing to enriching an international cultural event recognized by the UN as a World Cultural and Religious Festival. Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc năm 2019 xứng đáng là nơi hội tụ của sức mạnh tâm linh, của ánh sáng trí tuệ và lòng bi mẫn của cả thế giới Phật giáo đang hướng về. The UN Vesak Celebrations 2019 is no doubt an event which converges the spiritual power, the light of wisdom, and the compassion of the world Buddhism. Dấu ấn tâm linh cùng với sức mạnh trí tuệ tập thể trong đại lễ đã định hướng được cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì một xã hội bền vững. The spiritual imprint with collective intellectual power in Vesak celebrations has guided the Buddha's approach to global leadership and shared responsibility for sustainable society, has contributed to forging a world of peace and prosperity through the teachings of the Lord Buddha. Đã góp phần kiến tạo một thế giới hòa bình, thịnh vượng ngang qua lời dạy của Đức Phật. Và sáng hôm nay, ngày 14 tháng 5 năm 2019, lễ bế mạc Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 được trọng thể diễn ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ICDV nhiệt liệt chào đón quý vị tôn đức lãnh đạo các cấp giáo hội, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, các quý vị nguyên thủ, chư vị lãnh đạo các giáo hội, giáo phái Phật giáo trên thế giới, đông đủ các đại biểu quốc tế và đại biểu Việt Nam về tham dự trong giờ phút này. In our closing ceremony of the UN Vesak 2019 this morning, the Vietnam National Buddhist Sangha and ICDV has the honor to warmly welcome leaders of the party, state and government of Vietnam,
leaders and representatives of the state and governments of international community, and Their Holiness Sangharajas, presidents of the World Buddhist Sanghas and organizations, and international and Vietnamese delegates attending this event. Ban tổ chức đại lễ xin nhiệt liệt chào đón và trân trọng giới thiệu Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin nhiệt liệt hoan nghênh. It is a great honor to introduce His Holiness Thích Đức Nghiệp, Deputy Patriarch of National Vietnam Buddhist Sangha. Cung kính giới thiệu Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam. Most Venerable Thích Thiện Nhân, President of the Executive Council of Vietnam Buddhist Sangha, President of ICDV 2019. Cung kính giới thiệu Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Prabhama Pundit, Chủ tịch sáng lập ICDV, Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Phật giáo trên thế giới. Most Venerable Prabhama Pundit, Founding President of ICDV, Chairman of the International Association of Buddhist Universities. Trân trọng giới thiệu Ngài Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. His Excellency Mr. Trương Hòa Bình, Member of the Politburo, Permanent Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. Trân trọng giới thiệu Ngài Tashidori, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan. Honorable Tashidori, Chairperson of the National Council of Bhutan. Trân trọng giới thiệu quý bà Amida Sosia Alisabana, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Thư ký Ủy ban Kinh tế Xã hội Liên Hiệp Quốc. Her Excellency Ms. Amida Sosia Alisabana, Undersecretary General of the United Nations, Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commissions for Asia Pacific. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Excellency Mr. Nguyễn Đình Khang, Member of the Party Central Committee, Party Secretary of Hà Nam Province. Trân trọng giới thiệu chư vị tôn đức lãnh đạo cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam, quý lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các bộ ngành trung ương và địa phương, quý khách, Bộ trưởng, trưởng các phái đoàn ngoại giao quốc tế, cùng toàn thể các quý vị đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có mặt hôm nay, xin nhiệt liệt chào đón tất cả quý vị. Venerables, most venerables of Vietnam Buddhist Sanghas, leaders and former leaders of the party, state, ministries, agencies and localities of Vietnam, excellencies, ministers, heads of diplomatic missions, together with many delegates from 112 countries and territories. Và trước khi đi vào nội dung chương trình, xin cung thỉnh kính mời tất cả các quý vị đại biểu hãy cùng đứng lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Kính thỉnh Hòa thượng Chủ tịch khởi niệm. We'd like to ask you to stand to chant the Buddha's name. Mô Bổn Sư danh hiệu của Thế Tôn theo nghi lễ Nam truyền, cung thỉnh Hòa thượng Thích Thiện Tâm xướng niệm. Now I'd like to ask most venerable Thích Thiện Tâm to chant the Pali chanting. Bye.
Cung thỉnh an tọa. Please be seated. Và mở đầu chương trình, kính thưa đại lễ, là diễn văn bế mạc của ban tổ chức. Xin trân trọng cung thỉnh Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam, tuyên đọc diễn văn bế mạc. Now I would like to invite Most Venerable Thích Thanh Nhiễu, Deputy Executive Chairman of the Executive Council of National Vietnam Buddhist Sangha, standing Vice President of ICTV, to deliver the closing remarks. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trưởng lão, Hòa thượng Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch chư tôn đức Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Ra Ramabundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc ICDV. Kính thưa Ngài Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam. Kính thưa Ngài Tashidori, Chủ tịch Thượng viện Bhutan cùng phái đoàn. Kính thưa quý vị Bộ trưởng, trưởng các phái đoàn ngoại giao quốc tế. Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 Phật lịch 2563 Dương lịch 2019 tổ chức tại tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Thật là vinh dự cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam được đón tiếp chư tôn đức lãnh đạo, các giáo hội tăng già, các tổ chức hệ phái truyền thừa Phật giáo từ khắp năm châu lục đã hội tụ về Việt Nam lần thứ 3 để kỷ niệm đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16. Với chủ đề cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, đã nói lên tầm vóc ý nghĩa lớn lao của đại lễ Vesak kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, hành đạo và nhập Niết Bàn. Cùng với sự khẳng định giá trị cốt lõi về hòa bình và trí tuệ trong giáo lý của Đức Phật, hơn bao giờ hết, càng cần thiết được phổ biến trong xã hội ngày nay để xây dựng sự phát triển bền vững và hòa bình đích thực cho nhân loại. Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 tại Tam Chúc Hà Nam vinh dự có sự hiện diện, sự tham dự phát biểu trong phiên khai mạc của các nhà lãnh đạo chính trị đứng đầu các quốc gia như Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan đã khẳng định giáo lý duyên khởi, sự hòa hợp và cân bằng trong con đường trung đạo của Phật giáo đang ngày càng khẳng định giá trị. Trong thông điệp gửi tới Vesak Liên Hợp Quốc năm nay, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, kỷ niệm ngày Vesak, chúng ta cùng nhau tạo nguồn năng lực cảm hứng, làm mới cam kết về xây dựng một thế giới hòa bình và chân giá trị cho tất cả. Trong bài phát biểu của mình tại phiên khai mạc, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký Ủy ban Kinh tế,
xã hội của Liên Hợp Quốc đã nêu ra cam kết các giá trị mà Liên Hợp Quốc đang phấn đấu trong chương trình nghị sự và phát triển bền vững đến năm 2030. Trong đó có sự đóng góp của Ủy ban Tổ chức Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc ICDB, Hội thảo khoa học quốc tế Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm nay kết tinh trí tuệ và niềm hứng khởi của hơn 1.650 đại biểu quốc tế đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hơn 3.000 chư tôn đức tăng ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đang đúc kết trong tuyên bố Hà Nam năm 2019 sẽ là cam kết của cộng đồng Phật giáo thế giới góp phần xây dựng hòa bình cho nhân loại. Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 16 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc Hà Nam đã thành công viên mãn. Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc ICDB, đặc biệt là Hòa thượng Chủ tịch ICDB Prabhupada đã tin tưởng trao cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2019. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành kính tri ân, mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị trong tình huynh đệ của những người con Phật với cộng đồng Phật giáo thế giới. Xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo, nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Myanmar, Thủ tướng Nepal, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ, Chủ tịch Thượng viện Bhutan và bà Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đã dành tình cảm đặc biệt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và đất nước Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, các vị khách quý, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam và tổ chức công tác liên ngành đã tận tình giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ban tổ chức trong công tác tổ chức thành công Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc, đặc biệt nhất trong các kỳ tổ chức Vê-sắc trên thế giới. Sự thành công của Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 cũng thể hiện sự gia hộ màu nhiệm của Đức Phật để công trình Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc được hoàn thành đúng thời gian, tạo không gian ấn tượng cho sự thành công của đại lễ. Thay mặt cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, xin tán dương công đức doanh nghiệp Xuân Trường đã đóng góp làm nên sự màu nhiệm, hoàn thành xuất sắc công trình ý nghĩa Trung tâm Hội nghị Phật giáo Quốc tế Tam Chúc, nơi chúng ta đang diễn ra đại lễ. Chân thành cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng ban tổ chức đóng góp công đức góp phần thành công của đại lễ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam xin trân trọng tán dương công đức của các tình nguyện viên, các hãng đã hăng hái tham gia công tác lễ tân, hậu cần chu đáo ấn tượng cho Vê-sắc năm nay tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam. Cảm ơn các nghệ sĩ tham gia các chương trình triển lãm và biểu diễn nghệ thuật, các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế đã đưa tin về sự kiện trọng đại này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Phật giáo đồ trên toàn thế giới. Thay mặt Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Việt Nam, tôi xin long trọng tuyên bố Đại lễ Vê-sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 đã thành công rực rỡ. Xin kính chúc sức khỏe chư tôn đức, quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn bài diễn văn bế mạc của Hòa thượng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự. Thank you very much, most venerable. Kính thưa đại lễ, hôm nay chúng ta một lần nữa được lắng nghe ý kiến phát biểu của Ngài Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê-sắc Liên Hiệp Quốc. Và giờ phút này xin trân trọng kính mời Hòa thượng Giáo sư Tiến sĩ Prabhupada phát biểu trong giờ phút quan trọng này.
Ladies and gentlemen, once again, I would like to invite Most Venerable Professor Dr. Pra Baman Buntet, Founding President of ICDV, Chairman of the International Association of Buddhist Universities, to deliver his remarks. Your Holiness, Excellencies, Bạch Chư Vị Hòa Thượng, Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Kính thưa Ngài Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa quý vị cao tăng, thưa toàn thể quý vị đạo hữu. Như vậy là trong 3 ngày vừa qua, chúng ta đã có một khoảng thời gian rất tuyệt vời bên nhau. Sở dĩ có được điều đó là nhờ vào lòng mến khách và sự rộng lượng của chính phủ Việt Nam, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và của cả nhân dân Việt Nam. Tôi muốn nói rằng là đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam lần này đã thực sự là thành công tốt đẹp. Và Việt Nam đã đặt ra những tiêu chuẩn ngày một cao hơn cho đại lễ Vê Sắc. Một cách vô cùng chân thành và nồng nhiệt, tôi xin chấp nhận những tiêu chuẩn cao hơn này. Và thành công ngày hôm nay của chúng ta có được là nhờ vào sự lao động cần cù. Và phải nói rằng ở phía sau hậu trường thì ban tổ chức của chúng ta cũng đã phải làm việc vô cùng vất vả. Từ cả phía ban tổ chức quốc tế, chúng tôi đến từ Hội đồng Quốc tế tổ chức Ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, cũng như là ban tổ chức trong nước ở Việt Nam đã làm việc hết sức là tích cực, và đặc biệt là dưới sự dẫn dắt của Hòa Thượng Thích Thiện Nhân. Chúng tôi đã hợp tác một cách toàn diện với nhau, không những hợp tác về mặt giáo hội mà còn hợp tác với cả chính phủ Việt Nam. Và điều này chúng ta phải ghi nhớ. Và một lần nữa tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn gửi tới tất cả các quý liệt vị. Dù sao đi nữa thì kết thúc chương trình thì chúng ta cũng sẽ phải trở về quê hương của mình. Nhưng lần này chúng ta ra về không phải là với hai bàn tay trắng đâu ạ, mà đến đây chúng ta đã học hỏi được rất nhiều giá trị từ nhau trong những chương trình hội thảo và chương trình đại lễ này. Chúng ta đã kết bạn được với những người bạn mới, chúng ta đã đưa ra những cam kết mới để chúng ta có thể là xây dựng được xã hội bền vững cùng nhau. Và chúng ta sẽ hình thành những mối quan hệ Phật giáo để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Và với cam kết đó thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục duy trì được những điều mà chúng ta đã cùng nhau làm được tại đây, để chúng ta tiếp tục bảo lưu tình bạn ái cũng như là mối quan hệ hợp tác của mình. Kính thưa quý vị, khi chúng ta trở về nhà, quý vị hãy nhớ liên hệ lại với những người bạn mới mà mình đã quen biết ở chương trình này. Hãy mời họ tới thăm đất nước tươi đẹp của các quý vị để thực hiện những chương trình giao lưu trao đổi với nhau, để tham gia những chương trình hội thảo quốc tế mà chúng ta hoàn toàn có thể tổ chức tại đất nước của mình.
Chúng ta hãy tìm hiểu về nhau sâu sắc hơn nữa. Hãy ngồi lại với nhau, chuyện trò với nhau. Chúng ta hãy thực hiện những dự án vì những mục đích sẻ chia. Làm như vậy, nó sẽ tạo ra ý nghĩa vô cùng to lớn để giúp chúng ta tiếp tục được chuỗi công việc mình đang làm tại đây. Dù chúng ta có kế hoạch làm những công việc gì đi chăng nữa, chúng ta cũng phải lên một cái kế hoạch hành động. Và chúng ta hãy nhớ những điều mà chúng ta nói trong tuyên bố Hà Nam cũng sắp được đọc rồi sau cái bài phát biểu của tôi. Trong bản kế hoạch hành động đó của mình thì Hội đồng Quốc tế về Tổ chức Ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak, gọi tắt là ICDV. Với tư cách là chủ tịch của ICDV, tôi đảm bảo với quý vị rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể triển khai được những điều nêu trong tuyên bố Hà Nam đó. Ít nhất là chúng ta phải huy động được sự hỗ trợ để tất cả các cá nhân, các đơn vị có thể là cùng đoàn kết chung sức với nhau để thực hiện những điều trong tuyên bố đó của chúng ta. Đó cũng chính là những gì mà chúng ta đã cùng nhau nỗ lực làm trong 16 năm qua. Tôi xin nêu ví dụ về hai dự án mà chúng tôi đã thực hiện được, và một trong hai dự án đó đến nay đã hoàn thành. Dự án thứ nhất chính là dự án CBT, tức là dự án về văn bản Phật giáo Trung. Đấy là một dự án đầy tham vọng nhằm sưu tầm biên soạn toàn bộ kinh điển Phật giáo, kể cả là của tiểu thừa, đại thừa, các truyền thống Phật giáo khác nhau, bằng tiếng Pali, tiếng Phạn, tiếng Hoa, tiếng Tây Tạng. Tất cả những kinh điển đó sẽ đưa vào trong một cái bộ kinh sách chung. Và trong 7 năm thì là dự án đó đã hoàn thành, và hiện nay thì đang được xuất bản. Đây là một cái văn bản kinh Phật chung của thế giới chúng ta, và tới đây chúng tôi sẽ xuất bản bằng tiếng Thái, và chúng tôi cũng đã cho phép dịch văn bản đó ra tiếng Anh và 9 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt. Dự án lớn thứ hai mà chúng tôi đã khởi xướng đó là một cái dự án về catalog trực tuyến về các bộ kinh điển Phật giáo bằng tiếng Pali, tiếng Phạn và tiếng Hoa, tiếng Tây Tạng, tiếng Mông Cổ và kể cả là tiếng Việt nữa. Trong tương lai thì sẽ có. Khi mà chúng ta có một cái catalog kinh điển Phật giáo bằng tất cả những thứ ngôn ngữ đó ở trên mạng Internet thì chúng ta sẽ được kết nối với nhau. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm một từ thôi thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái từ đó, thuật ngữ đó nó được thể hiện như thế nào bằng những ngôn ngữ khác ở những kinh điển Phật giáo của những ngôn ngữ khác. Và chúng ta có thể học hỏi từ những người bằng hữu, những người đạo hữu của chúng ta thông qua những lý giải của họ bằng những ngôn ngữ khác nhau đối với những thuật ngữ Phật giáo đó. Và làm như vậy chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta trao đổi tri thức, nó sẽ giúp chúng ta có những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Nhưng mà dĩ nhiên để làm được điều đó thì đòi hỏi phải có nhiều thời gian hơn nữa, và tôi tin rằng là dự án đó cũng sắp được hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ làm được. Với tư cách là chủ tịch của ICDV, Ủy ban Quốc tế về Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì tôi xin hiểu với quý vị, kể cả là với vai trò là chủ tịch của Hiệp hội Quốc tế về các trường đại học Phật giáo, tôi xin nhân cơ hội này được chúc mừng ban tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã thực hiện thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần này. Chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và rất cảm ơn chính phủ Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giúp chúng tôi có một thời gian tuyệt vời ở đây, giúp chúng tôi có được những ký ức tuyệt vời về đất nước Việt Nam, những trải nghiệm thật tuyệt vời. Và tôi tin tưởng rằng hầu hết chúng ta ở đây đều mong muốn được quay trở lại đất nước này để tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tổ chức lần thứ tư tại Việt Nam trong tương lai. Liên quan tới nước chủ nhà của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2020, tôi xin thông báo rằng chúng tôi vẫn còn chưa quyết định
vì chúng tôi vẫn đang nhận được là đã là ba cái đề xuất để trở thành nước chủ nhà của Đại lễ Phật Đản năm tới rồi. Ba quốc gia mong muốn rồi, cho nên là chúng tôi muốn lựa chọn thì phải chờ đợi những cái thông tin chi tiết về chương trình, về những dự án, về kế hoạch hành động của những quốc gia đó, của ba quốc gia đó, thì rồi lúc đó chúng tôi mới có thể là quyết định được. Chúng tôi sẽ phải xem xét rất kỹ, rất chi tiết. Hội đồng quốc tế tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc sẽ phải xem xét rất là kỹ lưỡng, thì lúc đó chúng tôi mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Và khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết xem là năm tới chúng ta sẽ tổ chức kỷ niệm Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc ở quốc gia nào vào năm 2020. Khi chúng tôi thông báo cái thông tin về nước chủ nhà năm 2020, quý vị hãy nhớ đến đó để tham dự Đại lễ Phật Đản năm tới. ICDV sẽ có mặt ở đó để chào mừng các quý vị và cùng tham gia chương trình với quý vị trong đại lễ năm tới. Có một câu ngạn ngữ người Hoa, người ta thường nói là bữa tiệc nào rồi thì cũng sẽ đến hồi kết thúc. Chính vì thế tôi cũng vậy thôi, tôi sẽ phải trở về quê hương của mình, nhưng mà tôi trở về với những ký ức tuyệt vời, tôi trở về với niềm hạnh phúc vô biên. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào năm tới. Xin trân trọng cảm ơn phát biểu của Ngài Chủ tịch sáng lập Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hiệp Quốc. Thank you very much, most venerable. Kính thưa đại lễ, VSEC Liên Hiệp Quốc năm 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai, được sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của lãnh đạo đảng, nhà nước và chính phủ Việt Nam. Trong lễ bế mạc hôm nay, có một vị lãnh đạo của chính phủ để đến tham dự với chúng ta và có bài phát biểu quan trọng. Xin trân trọng kính mời Ngài Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ có bài phát biểu quan trọng. Most venerables, ladies and gentlemen, now representing the government of the Socialist Republic of Vietnam, may I have the honor to invite His Excellency Mr. Trương Hòa Bình, member of the Politburo and permanent Deputy Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, to deliver his remarks. Trân trọng kính mời Ngài Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Kính thưa các vị lãnh đạo các quốc gia, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Kính thưa chư tôn đức giáo phẩm đại diện cho Phật giáo các nước và tông phái Phật giáo trên thế giới, cùng quý chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng bào Phật tử trong ngoài nước, thưa toàn thể quý vị, Đại lễ VSEC Liên Hợp Quốc đã trở thành ngày hội văn hóa trang hòa tinh thần đoàn kết quốc tế, nêu cao thông điệp hòa bình, đoàn kết và yêu thương trên nền tảng tư tưởng của Đức Phật, bậc minh triết được Liên Hợp Quốc suy tôn và nhân loại ngưỡng mộ, là nơi gặp gỡ của Phật tử và những người yêu kính đạo Phật. Đại lễ VSEC Liên Hiệp Quốc năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam, đất nước yêu chuộng hòa bình, tiếp tục dương cao ngọn cờ nhân văn, hòa bình, hữu nghị và hợp tác của Đại lễ VSEC Liên Hiệp Quốc, kết nối sức mạnh tình đoàn kết gắn bó, tinh thần nhập thế và sự nỗ lực cùng nhau hành động của những người con Đức Phật trên khắp thế giới vì hòa bình, hợp tác và tiến bộ xã hội. Đại lễ VSEC năm 2019 được tổ chức trọng thể, trang nghiêm với sự tham gia của trên 3.000 đại biểu đến từ 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng hàng chục nghìn tăng ni Phật tử và những người có tín ngưỡng Phật giáo khắp nơi. Trong những ngày qua,
những tinh hoa về tư tưởng, trí tuệ và lòng từ bi theo tinh thần Phật giáo đã kết nối bầu bạn khắp nơi hội tụ về Tam Chúc Hà Nam, Việt Nam trong tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa những người có chung tâm nguyện cùng nhau thúc đẩy tinh thần khoan dung, hòa hợp để góp phần xây dựng một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Đại lễ Vi-sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 tại Việt Nam với chủ đề Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững đã được tuyên xưng trong tinh thần dân chủ, hòa hợp và trách nhiệm lớn lao. Các quý vị đã có cơ duyên để gặp gỡ, trao đổi ý kiến, thảo luận với các phái đoàn đến từ nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau về những giá trị tích cực của Phật giáo và đóng góp của Phật giáo trong thời đại ngày nay trên các phương diện vì hòa bình bền vững, về chăm sóc sức khỏe, về giáo dục đạo đức toàn cầu, về tiêu dùng có trách nhiệm bền vững, đồng thời đưa ra những quan điểm và các giải pháp của Đạo Phật trong tinh thần từ bi và trí tuệ đối với các vấn đề đang ảnh hưởng đến việc xây dựng xã hội phát triển bền vững. Các ý nguyện tốt đẹp về một thế giới hòa bình, về một xã hội phát triển bền vững đã được thảo luận thống nhất thể hiện qua tuyên bố chung Hà Nam Vi-sắc năm 2019, khẳng định sự đóng góp thiết thực hiệu quả của Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo thế giới nói chung vào việc thực hiện hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Với những đóng góp đó, chúng ta hy vọng về một tương lai tươi sáng của nhân loại và những bất ổn của xã hội như chiến tranh, xung đột dân tộc, sắc tộc, tôn giáo, khổ đau của nhân loại, khoảng cách giàu nghèo, vấn đề đói nghèo và biến đổi khí hậu, vân vân, từng bước được đẩy lùi. Tư tưởng tốt đẹp của Đại lễ Vi-sắc Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục được phát huy mạnh mẽ để thông điệp về hòa bình và yêu thương của Đức Phật luôn tỏa sáng. Kính thưa quý vị, đất nước Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu phát triển, trong đó có việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ đói nghèo giảm mạnh, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về ổn định chính trị, tăng trưởng kinh tế, phát triển y tế, giáo dục và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo quy định của pháp luật. Các tôn giáo ở Việt Nam luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia tích cực giải quyết các vấn đề trong đời sống xã hội như từ thiện, giáo dục, y tế. Việt Nam tiếp tục sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, có chính sách tốt hơn nữa để không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của người dân, đặc biệt là những người nghèo, những người ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng xã hội, xây dựng đất nước Việt Nam dân chủ, công bằng, văn minh. Kính thưa quý vị, Đại lễ Vi-sắc Liên Hiệp Quốc năm 2019 tổ chức tại Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Thay mặt chính phủ và nhân dân Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn quý vị đại diện của Liên Hiệp Quốc, các vị khách quốc tế, quý vị đại biểu và toàn thể tăng ni Phật tử đã nhiệt tình hưởng ứng tham dự, đóng góp trí tuệ và công sức góp phần vào sự thành công của đại lễ. Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tôi đánh giá cao sự nỗ lực và chúc mừng thành công của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các thành viên của Ủy ban Tổ chức Quốc tế, Ban Tổ chức Đại lễ Vi-sắc
Liên Hiệp Quốc năm 2019, các ban, bộ, ngành liên quan và tỉnh Hà Nam cùng toàn thể quý vị đã dành nhiều tâm huyết, công sức để VSAC năm 2019 đạt được kết quả tốt đẹp. Xin cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quý báu mà quý vị đã dành cho đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và truyền thông điệp VSAC năm 2019 tại Việt Nam với niềm tin yêu về một cuộc sống tốt đẹp, hòa bình đến với các quốc gia, vùng lãnh thổ và người dân trên khắp thế giới. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn bài phát biểu quan trọng của Ngài Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thank you very much, Deputy Prime Minister. Kính thưa đại lễ, Bhutan, một xứ sở đã từng được bầu chọn là quốc gia có chỉ số hạnh phúc đứng đầu thế giới. Trong đại lễ này, có một vị lãnh đạo có mặt và sẽ có phát biểu, sau đó có quà tặng đến ban tổ chức của chúng ta. Giờ phút này, xin trân trọng kính mời Ngài Toshidori, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, tiến lên sân khấu và có bài phát biểu trong đại lễ này. Bhutan, a country with the highest happiness indicator in the world, and now we have the presence of Honorable Mr. Toshidori, Chairman of the National Council of Bhutan. We'd like to invite His Excellency to deliver his speech. Tôi cảm thấy trong 3 ngày vừa qua mình đã thực sự được giác ngộ trong cái sự kiện trọng đại này tại Việt Nam. Most venerable Kính bạch Chư Tôn Đức, Kính bạch Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc 2019, Kính bạch Hòa Thượng Phra Brahma Pundit, Chủ tịch Hội đồng Quốc tế về Tổ chức Ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Kính bạch Chư Tôn Đức Hòa, các Hòa Thượng, các quý vị đại diện, Kính thưa Ngài Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Kính thưa quý liệt vị, lời đầu tiên tôi xin bày tỏ niềm vinh dự của mình khi được chuyển đến tất cả các quý vị những lời chào mừng và lời chúc tốt đẹp nhất từ Đức Quốc Vương Bhutan là Ngài Jigme Khesa Namgyel Wangchuk. Ngài có gửi lời chúc mừng tới Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các quý vị đại biểu ở đây. Chúng ta quần tụ với nhau ở đây ngày hôm nay để cùng kỷ niệm ngày đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn của Đức Phật vĩ đại. Ngày này được mọi người trên thế giới gọi là ngày Vesak, và ngày này thì cũng được các Phật tử đã kỷ niệm ăn mừng trong suốt 2.000 năm qua để đánh dấu cái sự kiện hết sức thiêng liêng này. Thay mặt cho phái đoàn Bhutan, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã có lời mời để chúng tôi được tới đây tham dự một chương trình vô cùng linh thiêng và ý nghĩa này. Để chúng tôi được đến đây cùng với rất nhiều quý vị Phật tử đến từ nhiều quốc gia trên thế giới để kỷ niệm Ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16.
Có thể nói rằng ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc có ý nghĩa vô cùng quan trọng vì nó thể hiện cho chúng ta thấy lòng nhân từ, từ bi dành cho tất cả mọi sinh linh. Mỗi người chúng ta đều có những khác biệt với nhau, nhưng chúng ta đều có chung những giá trị về nhân phẩm, về lòng tôn trọng dành cho nhau, về sự từ bi. Đó đều là những giá trị phổ quát. Nhân cơ hội này, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quốc tế tổ chức ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Xin cảm ơn nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam vì đã tổ chức rất thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Việt Sắc lần này. Và đại lễ lần này đã giúp chúng ta cùng chia sẻ những giá trị đích thực của hòa bình cũng như có những đóng góp quan trọng của Phật giáo cho nhân loại chúng ta. Tôi cũng xin được chúc mừng chính phủ Việt Nam vì đã là nước chủ nhà tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ ba. Lần đầu tiên là vào năm 2008, sau đó lần thứ hai vào năm 2014 và lần này tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Phật giáo Tam Chúc ở tỉnh Hà Nam là lần thứ ba. Trong truyền thống Phật giáo cũng như là ở đất nước Bhutan chúng tôi thì con số 3 là một con số cực kỳ quan trọng thể hiện những thành tựu lớn lao. Ví dụ như là trong Phật giáo thì chúng ta có Phật, Pháp, Tăng được gọi là Tam Bảo. Thế còn ở đất nước Bhutan chúng tôi thì Tam Bảo cũng là sự thể hiện để nói về Đức Quốc Vương, về Tổ quốc, về người dân. Đó là ba trụ cột hình thành nên đất nước Bhutan. Điều này càng cho thấy con số 3 là rất quan trọng. Vì thế cho nên tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi được có mặt ở đây. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam mà lại trùng vào cái sự kiện Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc do chính phủ Việt Nam đăng cai tổ chức như thế này. Tôi được tới đây để tham dự với rất nhiều các quý vị đại biểu. Đây là một niềm vinh dự lớn lao. Rất nhiều vấn đề toàn cầu quan trọng đã được đưa ra để chúng ta bàn thảo trong những ngày vừa qua nhân Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này để chúng ta cùng đóng góp cho hòa bình thế giới. Và ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã có tinh thần và niềm tin rất lạc quan rằng Đại lễ Phật Đản Việt Sắc lần này chắc chắn là cũng sẽ thành công tốt đẹp với chủ đề là cách tiếp cận Phật giáo trong lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm chia sẻ chung vì xã hội bền vững. Xin bạch chư tôn đức giáo phẩm, thưa tất cả các quý vị đại biểu, tôi vô cùng vinh dự được có mặt ở đây. Mặc dù tôi không phải là một người uyên thâm về Phật pháp, cũng không phải là một học giả để mà đến đây giao giảng về bất cứ điều gì trong chương trình này, nhưng mà tôi tin rằng sự hiện diện khiêm tốn của tôi ở đây ngày hôm nay cũng có phần nào đó liên quan tới việc cá nhân tôi là người dân đến từ đất nước Bhutan. Do đó, trước hết, xin cho phép tôi được giới thiệu về đất nước Bhutan của mình và sau đó tôi sẽ chia sẻ để quý vị cùng nghe một vài câu chuyện liên quan tới chủ đề của Đại lễ Vesak năm nay. Đất nước Bhutan của chúng tôi nằm ở giữa hai đất nước rộng nhất và đông dân nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc nằm ở phía Bắc và Ấn Độ nằm ở phía Nam. Dân số của chúng tôi thì chỉ có hơn 700.000 người một chút thôi và quốc giáo của đất nước chúng tôi đó là Phật giáo kể từ thế kỷ thứ 8 đến nay. Và trong cái khoảng thời gian kéo dài đó thì Phật giáo đã định hình lên mô hình quản trị đất nước, văn hóa cũng như là đời sống của chúng tôi. Có ba nhân vật đã thực sự để lại những dấu ấn sâu sắc về mặt tâm linh ở đất nước chúng tôi, đó là Đức Phật Vĩ Đại, đó là Đức Liên Hoa Sinh và Zhadrung Ngawang Namgyel. Đức Liên Hoa Sinh thì, và ngoài ra thì còn có một cái vị thánh đến từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 8 cũng là người đã thay đổi cái bối cảnh về tôn giáo về tâm linh ở Bhutan. Và Ngài cũng được gọi là Đức Phật thứ hai ở đất nước chúng tôi đó, bởi vì là Ngài Zhadrung Ngawang Namgyel đó là vị cha già lập quốc của đất nước Bhutan chúng tôi, vì Ngài đã đoàn kết thống nhất các tiểu quốc ở vùng thung lũng của chúng tôi vào thế kỷ thứ 13 để trở thành một quốc gia. Thế thì ngoài ra đất nước chúng tôi và nhân dân chúng tôi cũng rất may mắn có được những vị quân chủ biết nhìn xa trông rộng, mà không nhờ có những vị quân chủ đó thì chúng tôi hẳn là vẫn còn đang lạc lối. Cái mô hình lãnh đạo Phật giáo đã thực sự có sự ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà quân chủ của chúng tôi, và những nhà quân chủ đó đã dẫn dắt đất nước chúng tôi với một tinh thần, một thái độ khai sáng, và họ làm theo đúng 10 điều răn dạy dành cho các vị quân vương mà Đức Phật đã nói trong những lời dạy của mình. Đức Phật có nói rằng là nếu như quốc vương mà thấm nhuần ánh sáng của
đạo Pháp, thì con đường tới hạnh phúc sẽ chờ đón chúng ta cả kiếp này và kiếp sau. Và rồi tất cả mọi chúng dân đều sẽ hành động giống như nhà vua hành động. Nhờ đó họ sẽ học được cách sống theo đúng đạo Pháp. Thế thì trong câu trích dẫn vừa rồi thì Đức Phật cũng đã nhấn mạnh về phẩm chất quan trọng của những nhà lãnh đạo vĩ đại, đó là phải sống tâm linh thánh thiện. Và chính cái sự thánh thiện đó của bậc quân vương sẽ trở thành nền tảng hạnh phúc cho tất cả mọi người. Các nhà quân chủ của Bhutan thì cũng thường gọi các đứng quân vương của mình là những vị vua Bồ Tát, bởi vì họ thể hiện rất rõ cái sự cân bằng hoàn hảo giữa những giá trị tinh thần, tâm linh và vai trò lãnh đạo. Ví dụ như là quốc vương Bhutan của chúng tôi lên ngôi vào năm 2006, thì ngài cũng sau đó là vào năm 2008 là cho ra đời cái mô hình dân chủ nghị viện, và sau đó ngài cũng đã trở thành vị quốc vương hợp hiến đầu tiên của đất nước chúng tôi. Nhân dân và chính phủ vẫn luôn luôn nhận được rất nhiều những giá trị lợi ích từ sự thông thái trong trí tuệ của ngài, và chúng tôi rất ngưỡng mộ quốc vương của chúng tôi vì ngài có sự lãnh đạo và dẫn dắt đất nước chúng tôi rất hiệu quả trong quá trình xây dựng đất nước. Cái mô hình của Phật giáo và tâm linh trong quản trị nhà nước và trong lãnh đạo đó, có thể nói là nó còn tồn tại lâu dài, và kể cả là đối với những nhà lãnh đạo dân cử trong mô hình chính trị hiện đại cũng vậy thôi, họ sẽ cần phải thấm nhuần cái giá trị này. Bất cứ người nào ở đất nước chúng tôi được bầu làm nghị sĩ quốc hội hoặc là được suy cử làm các bộ trưởng trong nội các, hay bất cứ ai mà được thăng tiến ở trong bộ máy nhà nước thì đều sẽ được trao cho các biểu tượng bằng những chiếc khăn và thanh kiếm của Đức Quốc Vương. Ví dụ như là cái khăn màu da cam và thanh kiếm thì được trao cho những người ở bậc bộ trưởng, còn khăn đỏ và thanh kiếm thì sẽ được trao cho những người công chức tận quỹ. Thế đây là triết lý mà chúng tôi làm theo đúng giáo lý của đạo Phật về từ bi, về chân lý, về lòng chính trực, về sự nhân từ và bất bạo động. Cho nên là những người nào mà được trao cho những chiếc khăn màu sắc như vậy là phải hành xử như là một người giác ngộ trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ của mình, bởi vì những màu khăn đó nó giống như là màu trang phục của các nhà sư vẫn mặc. Như vậy là đất nước Bhutan của chúng tôi là một trong những đất nước theo truyền thống Phật giáo, thì cái phong cách lãnh đạo ở đất nước chúng tôi nó cũng có mối liên hệ rất mật thiết với triết lý Phật giáo để mang lại lợi ích cho người dân và tất cả mọi chúng sinh. Chúng ta cùng hiểu rằng là trong Phật giáo thì tất cả mọi người, tất cả mọi chúng sinh đều khát khao được hạnh phúc, được khỏe mạnh, cho nên cái mục đích tối thượng của Bhutan chính là niềm hạnh phúc, chứ không phải chỉ là mục tiêu về vật chất. Và chính những cái suy nghĩ hết sức cao thượng này đã giúp chúng tôi hình thành lên một bộ chỉ số gọi là bộ chỉ số GNH, gọi là chỉ số hạnh phúc quốc gia, vào đầu những năm 1970. Đó là cái khái niệm mà Đức Quốc Vương đệ tứ của chúng tôi là Jigme Singye Wangchuck đã cho ra đời. GNH hay là chỉ số hạnh phúc quốc gia được coi là một phần trong khung phát triển, và nó được áp dụng vào những cái kế hoạch và những chương trình chính thức của đất nước chúng tôi. Và vị quốc vương hiện nay của chúng tôi cũng nói rằng chỉ số hạnh phúc quốc gia chính là việc chúng ta phải phát triển kèm theo những giá trị cốt lõi. Do đó cho nên là những hầu hết những cái giá trị nó được thể hiện trong chỉ số hạnh phúc quốc gia hiện nay cũng đều có thể được tìm thấy một cách dễ dàng trong Phật giáo. Kính thưa quý vị đại biểu, trong thế giới hiện đại ngày nay thì lãnh đạo đồng nghĩa với rất rất nhiều điều khác nhau. Tuy nhiên tôi tin rằng muốn trở thành một nhà lãnh đạo tài giỏi trong thời đại ngày nay thì chúng ta phải áp dụng được cái tinh thần lãnh đạo chính bản thân mình trước đã. Tức là chúng ta phải tự thuần hóa, thuần phục được cái tâm thức của chính mình trước khi chúng ta thuần phục những người khác. Chúng ta phải kiểm soát được năng lượng trong bản thân mình và năng lượng của những người xung quanh chúng ta. Tôi thấy rằng cái cách áp dụng những cái phương pháp của Phật giáo trong vai trò lãnh đạo của mỗi người, nó là điều hết sức quan trọng để giúp chúng ta trở thành người lãnh đạo tốt. Và như chúng ta đều biết đó, thì trong Phật giáo nó có 5 điều độc mà chúng ta phải tránh xa. Đó là tham sân si, đó là lòng ganh ghét, ghen tuông, và đó là sự tự mãn, sự tự hào thái quá. Đấy là những thứ xấu xa chúng ta phải tránh xa. Do đó cá nhân tôi cảm thấy rằng nếu chúng ta vượt qua được, chúng ta tránh xa được những thứ độc hại này bằng cách nhìn nhận lại bản thân mình, bằng cách tự mình suy tưởng, bằng cách thấu hiểu sự đa dạng về văn hóa, bằng cách suy ngẫm về những tôn giáo khác, bằng cách thể hiện lòng khiêm tốn của mình, thì chúng ta có thể thực sự trở thành những nhà lãnh đạo như là Bồ Tát, để mang lại những lợi ích không những cho Tổ quốc chúng ta mà còn cho toàn thế giới.
Vì vậy cho nên lãnh đạo thì nó không chỉ là một cái vị trí chức vụ mà chúng ta nắm được đâu. Nó cũng không phải là ân huệ dành cho chúng ta đâu, mà lãnh đạo là chúng ta phải hình thành nên được một mối liên hệ, một mối quan hệ giữa các nhà lãnh đạo cũng như là mối liên hệ giữa bản thân chúng ta với những người cấp dưới, những người ở bên dưới chúng ta. Tôi vẫn luôn tin rằng mối quan hệ với mọi người nó chính là nền móng để lãnh đạo trở thành những người tài giỏi. Và với cái mối quan hệ bền chặt như vậy thì chúng ta sẽ có thể tạo dựng được những trách nhiệm chung. Làm theo đúng cách làm của Phật giáo thì chúng ta có thể trở thành một người lãnh đạo toàn cầu với mối quan hệ tốt với những người khác, cũng như là chúng ta sẽ có thể đóng góp để xây dựng xã hội bền vững. Sự bền vững của xã hội đã lệ thuộc vào chất lượng của các nhà lãnh đạo mà chúng ta có được. Và kiến thức sâu sắc cũng như trí tuệ của Phật giáo nó có vai trò rất quan trọng để mà giúp chúng ta định hình lên chất lượng của một nhà lãnh đạo. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Phật giáo có một vai trò hết sức quan trọng trong vai trò lãnh đạo của thời đại ngày nay. Phật giáo và tâm linh là những thứ mà đã bám sâu gốc rễ vào văn hóa, truyền thống, luật pháp và mô hình quản trị đất nước ở Bhutan. Và quan trọng hơn nữa, Phật giáo cần phải thể hiện được vai trò của mình trên trường quốc tế. Phật giáo phải thực sự là một chất xúc tác để mang lại hòa bình và sự hòa hợp. Chúng ta chỉ có thể đạt được những điều đó nếu chúng ta có những nhà lãnh đạo giỏi. Tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của chúng ta trong thời đại ngày nay và trong tương lai sẽ thực sự ghi nhận và hiểu rất sâu những giá trị mà chúng ta đã trao đổi với nhau ở đây trong đại lễ này để mà thực hành tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Cuối cùng thì tôi vô cùng vinh dự có cơ hội được phát biểu trong buổi đại lễ ngày hôm nay, trong cái lễ bế mạc này. Và tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã chăm chú lắng nghe, cầu chúc cho thân tâm của chúng ta được thanh lọc để chúng ta có thể hạnh phúc mãi mãi. Và tôi xin khiêm tốn nguyện cầu rằng những lời giảng dạy của Đức Phật sẽ giúp chúng ta cùng nhau phát triển. Xin cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu quan trọng của Ngài Chủ tịch Thượng viện Bhutan Tashi Dorji. Và giờ phút này, thank you very much, honorable. Chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Thích Hiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, lên nhận món quà của Ngài Chủ tịch Thượng viện Bhutan trao. Đây là món quà của Quốc vương Bhutan gửi tặng đến đại lễ của chúng ta. It's my honor to invite Most Venerable Thích Thiện Nhân, President of National Vietnam Buddhist Sangha, Executive Council Co-President of ICDV 2019, to receive the gift from His Majesty the King of Bhutan. Hòa Thượng Chủ tịch và Thượng tọa Phó Chủ tịch Tổng Thư ký đang nhận món quà, xin hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Please give a big applause. Và kính thưa quý vị, Đức Phật, biểu tượng của trí tuệ, của từ bi và hòa bình, món quà gửi đến như một thông điệp của trí tuệ, của từ bi, hòa bình gửi đến đại lễ cho chúng ta, cũng như là gửi thông điệp hòa bình đến với nhân loại. Lord Buddha is the symbol of wisdom, compassion and peace, and today with a gift from His Majesty the King, He's bringing wisdom, peace and compassion to us, to Vesak 2009, to the people of Vietnam and to all of us in the world. Trân trọng cảm ơn Ngài Chủ tịch Thượng viện Bhutan. Và chúng con niệm ơn Hòa Thượng Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thank you very much, honorable and most venerable. Kính thưa đại lễ, sự thành công của Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 hôm nay là cái sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng bộ và chính quyền tỉnh Hà Nam. Giờ phút này, ban tổ chức trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, có bài phát biểu quan trọng trong lễ bế mạc. Venerables, ladies and gentlemen, the big success of the UNDV 2019 today is thanks to the great contributions of the leaders and people of Hà Nam province. Now may I invite His Excellency Mr. Nguyễn Đình Khang, member of the Party Central Committee, Party Secretary of Hà Nam province, to deliver his speech. Kính thưa đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị khách quý, đại diện Liên Hợp Quốc, các đoàn ngoại giao, Ủy ban Quốc tế tổ chức Đại lễ Vê Sắc
và ban tổ chức Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2019. Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành trung ương và các địa phương. Kính thưa Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, đại diện cho Phật giáo các nước và tông phái Phật giáo trên thế giới, cùng quý Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thưa Tăng Ni Phật tử và nhân dân dự đại lễ. Trước hết, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới tất cả quý vị lời chúc tốt đẹp trong tình thân ái, hữu nghị và đoàn kết. Cảm ơn quý vị đã đến dự và dành thời gian tới dự, đóng góp trí tuệ cho đại lễ thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị, thế giới đang chuyển biến nhanh và mở ra nhiều cơ hội to lớn cho việc hợp tác phát triển. Trong bối cảnh đó, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam luôn tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tạo sức bật mạnh mẽ, giành được nhiều thành tựu quan trọng và thu được những kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Chính trị ổn định, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân của tỉnh trên 13% năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng trên năm, tăng bình quân 31% trên năm. Thu cân đối ngân sách tăng bình quân 22% trên năm. Những kết quả đạt được nêu trên không chỉ khẳng định ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó, sáng tạo, mà còn là tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam tự tin trên lộ trình hội nhập và phát triển. Kính thưa quý vị, Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 được Chính phủ Việt Nam chấp thuận và hỗ trợ, tạo điều kiện để Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Quốc tế tổ chức Đại lễ Vê Sắc, tổ chức tại khu du lịch Tam Trúc, tỉnh Hà Nam. Đây là cơ hội quý báu để chúng ta tiếp tục tôn vinh những giá trị tư tưởng nhân văn của Phật giáo, đồng thời khám phá và đóng góp những quan điểm Phật giáo về các vấn đề hòa bình, bền vững, môi trường, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đạo đức toàn cầu, v.v. Trên nền tảng của trí tuệ và sự yêu thương, góp phần mang lại các giá trị hạnh phúc cho cuộc sống và kiến tạo những điều tốt đẹp cho tương lai. Chúng ta hãy cùng nhau hành động vì lợi ích chung và cùng san sẻ niềm hy vọng chăm lo xây dựng một thế giới hòa bình, phát triển thịnh vượng và bền vững. Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 khẳng định với quốc tế về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với đời sống tôn giáo tại Việt Nam nói chung và truyền thống lịch sử, giá trị nhân văn của Phật giáo, một tôn giáo hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc nói riêng. Đây cũng là cơ hội để tăng cường mối quan hệ giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Giáo hội Phật giáo các nước trên toàn thế giới, khẳng định vai trò, vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Hà Nam vô cùng vinh dự và tự hào được chọn là nơi tổ chức sự kiện trọng đại này. Đây là dịp để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa truyền thống và lịch sử văn hóa Phật giáo Việt Nam nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng với bạn bè quốc tế. Hiện nay, tỉnh Hà Nam đang tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi cho hội nhập và phát triển và quyết tâm hành động trên tinh thần tôn trọng, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi và luôn nỗ lực để làm bạn tốt, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Đây là nền tảng và là phương pháp, phương cách hiệu quả nhất bảo đảm lợi ích chính đáng cho các quốc gia. Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Nam, tôi xin chân thành cảm ơn
và mong tiếp tục nhận được những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ quý báu và hợp tác hiệu quả của chính phủ và nhân dân các nước, các đối tác và bạn bè quốc tế. Đồng thời, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương, các địa phương, các nhà khoa học, nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế, các tôn giáo, nhất là Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các Phật tử trong và ngoài nước để hợp tác, chia sẻ cùng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững. Đồng thời, mong rằng Hà Nam có cơ hội đăng cai những sự kiện có ý nghĩa trọng đại như Đại lễ Vê Sắc trong tương lai. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, kính chúc quý vị khách quý, chư tôn đức tăng ni, nhân sĩ trí thức cùng đồng bào Phật tử nhiều sức khỏe và an lạc. Chúc Đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc 2019 thành tựu viên mãn. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu quan trọng của ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Thank you very much, Excellency. Kính thưa đại lễ, trong năm phiên làm việc của 3 ngày, chúng ta đã đón nhận được nhiều bài phát biểu quan trọng, nhiều thông điệp của các quý vị lãnh đạo, các giáo hội, giáo phái Phật giáo trên thế giới, các quý vị lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cũng như các tổ chức quốc tế. Và giờ phút này là tổng kết Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký Ủy ban Tổ chức Quốc tế Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam phát biểu tổng kết. Venerables, ladies and gentlemen, during the 3 days of Vesak, the ICDV has received many messages, remarks and contributions from the World Buddhist Association and organizations, from the leaders, party, Fatherland Front and international organization. And now I'd like to invite Venerable Thich Nhật Từ, member of the Executive Council of Vietnam Buddhist Sangha, Vice President of ICDV, to read the report of UNDV 2009. His Holiness Thích Đức Nghiệm, Deputy Sangharaja of Vietnam. Kính bạch Hòa thượng Thích Đức Nghiệm, Đức Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Kính bạch Hòa thượng Giáo sư Brahma Pundit, Chủ tịch ICDV. His Excellency Mr. Trương Hòa Bình. Kính thưa ngài Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa ngài Tashi Doji, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Bhutan. Kính bạch Chư Tôn Đức, thưa quý vị lãnh đạo, thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể quý liệt vị. Vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, thì các đại biểu đến từ 34 quốc gia khác nhau đã đề xuất với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc để họ công nhận rằng ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm được coi là ngày lễ tam hợp, ngày đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc tại trụ sở chính và các văn phòng khu vực của tổ chức này. Và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết số 174 khoản 54. Và theo đó thì ngày Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã chính thức được tổ chức vào năm 2000 với sự hỗ trợ của tất cả các truyền thống Phật giáo khác nhau trên thế giới. Và chiếu theo nghị quyết đó thì với sự tham gia của các đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng ta đã quần tụ với nhau ở đây ngày hôm nay. Thực ra là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 để chúng ta cùng nhau kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh, thành đạo và nhập Niết Bàn. Và đây là lần thứ ba kể từ khi sự kiện được chính thức thông qua từ cách đây 20 năm, thì đây là lần thứ ba mà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoan hỷ được chào đón cộng đồng Phật giáo thế giới. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiều của chính phủ Việt Nam và nhân dân Việt Nam. À,
về phía chính phủ đã hợp tác với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã rộng mở lòng mình, thể hiện lòng mến khách của đất nước để đón chào các vị lãnh đạo Phật giáo thế giới cũng như là cộng đồng Phật tử thế giới. Và trong 3 ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã vinh dự được chào đón rất nhiều vị khách quý đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ ở khắp nơi trên thế giới. Chúng ta đã được vinh dự chào đón Tổng thống Myanmar, Ngài U Win Min. Chúng ta được chào đón Phó Tổng thống Ấn Độ, Ngài Venkaya Naidu. Chúng ta được chào đón Ngài Thủ tướng Nepal, Ngài KP Sharma Oli. Chúng ta cũng được chào đón Ngài Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Tashi Dorji. Chúng ta cũng đã được chào đón Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kiêm thư ký điều hành của Ủy ban Kinh tế và Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương là bà Amida Sasia Alisjapana. Cùng với đó, chúng ta đã chào đón hơn 20 vị đại sứ và nhiều quan chức chức sắc khác. Chúng ta cũng vô cùng vinh dự đã được hân hoan chào đón Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Nguyễn Xuân Phúc, và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngài Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ngài Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, cùng với rất nhiều các vị nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, cũng như là sự tham dự của rất nhiều vị lãnh đạo đến từ các cơ quan ban ngành trung ương và chính phủ Việt Nam. Và Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 đã khởi đầu bằng bữa tiệc chiêu đãi của chính phủ đối với các lãnh đạo Phật giáo thế giới và các nguyên thủ các quốc gia do chính Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bà Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Và chương trình đó thì đã nhận được cái sự tri ân của rất nhiều vị lãnh đạo chính trị cũng như lãnh đạo Phật giáo thế giới. Thế thì hiện nay chúng ta đang phải đối diện với rất nhiều những thách thức trên thế giới, như là các cuộc xung đột vũ trang, sự suy thoái của môi trường, cũng như là những đổi thay trong các mối quan hệ xã hội và gia đình, các chứng bệnh về tâm lý, các vấn đề về bất bình đẳng kinh tế xã hội, v.v. Và những thách thức này hiện nay đang thúc đẩy chúng ta để chúng ta phải hợp tác với nhau chặt chẽ hơn và cần phải thể hiện trách nhiệm của mình nhằm giải quyết được các vấn nạn toàn cầu dựa trên nền tảng cùng chia sẻ trách nhiệm. Chính vì thế cho nên chúng ta mới nói tới cái mô hình quản trị xã hội và lãnh đạo từ cách tiếp cận của Phật giáo để hướng tới một tương lai bền vững hơn, tốt đẹp hơn, không những là giúp chúng ta giải quyết được các vấn đề thách thức đó mà còn giúp chúng ta dẫn dắt thế giới đi trên con đường chính đạo để mang lại lợi lạc quần sinh. Và chủ đề chính của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 cũng đã nhận được rất nhiều những bài tham luận, và có 110 tham luận tiếng Việt cùng 398 bài tham luận tiếng Anh xoay quanh 5 diễn đàn bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Diễn đàn thứ nhất với chủ đề là sự lãnh đạo có trách nhiệm, sự lãnh đạo chính niệm vì hòa bình, bền vững từ cách tiếp cận của Phật giáo. Diễn đàn với chủ đề đó đã phân tích về những xung đột, những xu thế khác nhau, các động lực ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới trong tương lai. Trong ánh sáng của Phật Pháp thì chúng ta đã có cái sự thảo luận với nhau bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong những cái phiên làm việc khác nhau, với cái chủ đề đặc biệt là cách tiếp cận Phật giáo trong lãnh đạo chính niệm, lãnh đạo toàn cầu để tạo ra xã hội bền vững. Thì là chúng ta đã nói tới những xu hướng phát triển quan trọng ảnh hưởng tới thế giới trong tương lai. Chúng ta đã nói tới hai giả thuyết quan trọng trong chủ đề thứ nhất này. Thứ nhất là tái thiết trong thời kỳ hoàng kim của Đạo Phật, xây dựng lại thời kỳ hoàng kim của Đạo Phật và một thời điểm mà xã hội chúng ta đã có nhiều suy thoái. Đấy là nhiệm vụ rất quan trọng. Và giả thuyết thứ hai là chúng ta nói đến trách nhiệm của Phật giáo nhằm góp phần mang lại những nền tảng mới
để giúp cho các lãnh đạo của chúng ta trong chính nghiệm và hướng tới sự phát triển bền vững. Hiểu về cái mối quan hệ hài hòa giữa gia đình, chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững, cho nên là chúng ta đã tập trung trao đổi trong chủ đề thứ hai. Những cái nội dung đó đều là những nội dung rất là quan trọng cho hệ thống xã hội của chúng ta. Do đó, chủ đề thứ hai là chúng ta tập trung vào cách tiếp cận của Phật giáo trong việc là góp phần hiểu được cách làm thế nào để cho Phật giáo có thể giúp chúng ta tạo ra sự thay đổi trong xã hội một cách tích cực thông qua những tương tác xã hội khác nhau. Và chúng ta đã cùng nhau bàn thảo xem xét về những cách thức cơ bản để những lời giảng dạy của Đức Phật có thể được đan xen vào trong quá trình tái thiết lại mô hình gia đình hạnh phúc, mô hình chăm sóc sức khỏe hiệu quả, cũng như là tạo ra những quốc gia hùng mạnh và xã hội bền vững, và sự nhập thế của Phật giáo để mang lại phúc lợi xã hội cho tất cả mọi người chính là yếu tố cốt lõi nằm ở trung tâm của quá trình cải cách này. Và chúng ta cũng đã cùng nhau trao đổi những cách thức vô cùng thú vị làm sao cho gia đình có thể trở nên bền vững hơn, làm sao để chúng ta có thể vượt qua mọi thách thức để thiết lập lại trật tự xã hội, và làm thế nào để đạo đức Phật giáo có thể đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong xã hội. Chủ đề tiếp theo là cách tiếp cận của Phật giáo trong giáo dục toàn cầu về đạo đức. Đấy là một chủ đề cũng rất là quan trọng. Giáo dục Phật giáo nó bao hàm cả giáo dục về những phẩm hạnh của con người. Cho nên là thông qua chủ đề này thì chúng ta muốn tạo ra những mô hình để cho con người căn cứ theo đó học hỏi. Người thầy cũng cần phải có trách nhiệm trong mô hình giáo dục này để có thể dạy cho những người học trò của mình một cách hiệu quả về tinh thần chính niệm. Và chính điều đó thôi thúc chúng ta phải thực hiện mô hình giáo dục Phật giáo về đạo đức một cách thường xuyên trong thế giới thế tục, và chúng ta phải đưa được nội dung đó vào chương trình giáo dục chính thống để tăng cường cái hiệu quả học tập của người học trong thời đại ngày nay, để hướng tới phát triển thế hệ tương lai. Và hiện nay thì trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta đang bị tác động rất mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo và nhiều yếu tố công nghệ khác, và đó chính là chủ đề thứ tư. Rõ ràng là quá trình sản xuất sẽ diễn ra nhanh hơn, hiệu quả hơn, các vấn đề về nguồn nhân lực, về năng suất lao động sẽ có sự thay đổi. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nó có thể dẫn tới những vấn đề như là mất cân bằng về thị trường lao động, dẫn tới những bất ổn khác nhau, trong đó có cả sự bất ổn về mặt chính trị, về mặt đời sống. Công nghệ mới thì có thể mang lại những sự thay đổi về mối quan hệ quyền lực, và do đó có thể nó sẽ làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo. Và những vấn đề như thế này đòi hỏi chúng ta phải áp dụng được những phương pháp mới hơn của Phật giáo để mà tìm ra những cái giải pháp khác nhau nhằm đạt được mô hình phát triển bền vững. Cách tiếp cận của Phật giáo trong tiêu thụ có trách nhiệm cũng là một chủ đề nó giúp cho chúng ta nhận thức ra được rất nhiều điều liên quan tới các vấn đề về tiêu thụ, tiêu dùng theo giáo lý của đạo Phật. Cái việc tiêu dùng thái quá nó thực sự đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới môi trường của chúng ta, tới thiên nhiên của chúng ta. Tuy nhiên thì những nguyên tắc của Phật giáo sẽ định hướng cho chúng ta để chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống một cách chính niệm hơn để hướng tới mô hình phát triển bền vững. Và mô hình phát triển bền vững đó sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, và nó sẽ giảm bớt đi những tác hại đến môi trường, đến xã hội của chúng ta. Để tôn vinh cuộc đời của Đức Phật, chúng ta cũng đã tổ chức rất nhiều những hoạt động lễ hội, và những lễ hội đó đã thể hiện được vai trò rõ nét của nước chủ nhà. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc hàng năm là cơ hội để các Phật tử quần tụ với nhau, và năm nay là 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã về đây để chúng ta hòa chung vào không khí hân hoan, thể hiện những màn trình diễn, những chương trình lễ hội, những nét văn hóa đặc trưng khác nhau để mà vinh danh cuộc đời của Đức Phật.
Ví dụ lễ tắm Phật được thực hiện cách trang nghiêm và thành kính, được coi là một hành động thiết thực nhằm nhắc nhở chúng ta về sự cần thiết của việc chúng ta phải gột rửa những vết nhơ về thân và tâm của chúng ta, để từ đó chúng ta có thể sống cuộc đời trong sáng, thành cao và hạnh phúc. Còn lễ đàn cầu nguyện hòa bình thế giới do các đức tăng thống, các lãnh đạo Phật giáo thế giới và lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì cũng đã thành công tốt đẹp. Ngoài ra thì có lễ thắp nến cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Và đặc biệt là chương trình diễu hành xe hoa dọc theo các giao lộ từ thành phố Phủ Lý về chùa Tam Trúc của tỉnh Hà Nam cũng đã diễn ra để chào mừng đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019. Ngoài ra còn có chương trình triển lãm Phật giáo Việt Nam và thế giới, bao gồm triển lãm cổ vật, tranh ảnh, nghệ thuật của Phật giáo Việt Nam, đá nghệ thuật, cũng như triển lãm tranh sơn dầu về các hang động Phật giáo Ấn Độ. Tiếp theo là chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, có bao gồm hai chương trình khác nhau. Chương trình biểu diễn thứ nhất là chương trình mang tên gọi là Vesak Thiêng Liêng, được tổ chức nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của Đức Phật Thích Ca, nhằm tạo ra sự thay đổi trong xã hội và mang lại hạnh phúc lợi lạc cho quần sinh. Chương trình thứ hai là chương trình mang tên Đại lộ di sản, có đưa ra một cách tiếp cận mới về di sản và thông qua đó góp phần cho việc bảo vệ di sản và các giá trị văn hóa, trong đó có những giá trị văn hóa của Việt Nam, Ấn Độ, Sri Lanka, Bhutan, Trung Quốc, Thái Lan và Nhật Bản. Chương trình tiếp theo là hội chợ văn hóa Phật giáo. Ở đó có bao gồm hàng trăm những gian hàng khác nhau với hàng ngàn sản phẩm văn hóa Phật giáo và các thực phẩm chay Phật giáo nhằm phục vụ cho hàng vạn du khách mỗi ngày. Và thông qua những hoạt động như thế, chúng ta góp phần hoằng dương chính pháp, quảng bá về đạo Phật và giao lưu văn hóa Phật giáo giữa các quốc gia. Phật giáo Việt Nam cũng coi trọng những yếu tố đó, và chúng tôi coi đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc này cũng là cơ hội để chúng tôi lan truyền được rộng rãi những lời dạy của Đức Phật đến tất cả mọi người. Từ những cái triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần thì Phật giáo đã được coi là quốc giáo ở Việt Nam. Những lời dạy của Đức Phật đã được áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày và thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong việc đồng hành cùng dân tộc, cũng như là định hướng cho nhân dân hướng tới cuộc sống chân thiện mỹ. Chương trình biểu diễn Con đường di sản đã giới thiệu những câu chuyện đầy tính chất di sản của Việt Nam cũng như là của một số quốc gia khác ở trên thế giới, để truyền cảm hứng cho mọi người và định hướng cho mọi người hướng tới giá trị chân thiện mỹ trong 3 ngày đại lễ vừa qua. Mỗi một ngày trong 3 ngày vừa qua thì ban tổ chức cũng đã đều cung cấp tới khoảng 50.000 suất ăn, 3 lượt ăn mỗi ngày. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có khoảng 1.100 tình nguyện viên tham gia phụng sự cho các chương trình và phục vụ cho các quý vị đại biểu đến tham gia chương trình, từ chương trình các bữa ăn, chương trình hậu cần, vân vân, đều đã được quan tâm một cách chú đáo. Và cũng có những chương trình giao lưu để cho các vị đạo hữu được gặp gỡ, trao đổi với nhau. Ở đây chúng ta có nhiều nền văn hóa khác nhau cùng hội tụ, cho nên có những lúc sự việc nó diễn ra rất khó kiểm soát. Và bếp ăn thì hoặc là những cái không gian mà chúng ta giao lưu đó thì có thể là nó thể hiện cái sự đa dạng của văn hóa, của ngôn ngữ. Chúng tôi cũng đã cố gắng là giới thiệu ẩm thực Việt Nam truyền thống, ví dụ như là món phở, để cho đại biểu quốc tế có thể là được thưởng thức hương vị đặc trưng của Việt Nam. Trong 11 năm qua, kể từ lần đầu tiên Việt Nam vinh dự được đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc vào năm 2008, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã có sự phát triển rất nhanh chóng. Và chúng tôi chắc chắn là vẫn cứ mong muốn tiếp tục được tổ chức đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc tại Việt Nam nhiều lần nữa.
và xin được cảm ơn cũng như là gửi lời nguyện ước đó tới Hòa Thượng Brahman Pundit, Chủ tịch của ICD, Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vô cùng vinh dự được tổ chức một chương trình đại lễ có sự kiện có tầm quan trọng quốc tế như thế này. Sự kiện này không chỉ là có tầm quan trọng về mặt tôn giáo, trong một xã hội mà đang có rất nhiều những khó khăn thách thức xảy ra, thì chương trình đại lễ của chúng ta cũng có rất nhiều những khó khăn, đặc biệt là các vấn đề về ăn ở, đi lại, các vấn đề về an ninh, an toàn là những vấn đề mà chúng tôi đã phải hết sức quan tâm để đảm bảo cho các vị khách mời và các đại biểu quốc tế thấy được năng lực tốt nhất của Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã cố gắng hết sức để tổ chức được chương trình đại lễ với chất lượng rất là cao và có được sự hài lòng của tất cả các vị khách mời. Có thể nói là chương trình đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp. Để làm được như vậy là nhờ vào sự hỗ trợ không mệt mỏi của hàng ngàn những tình nguyện viên để giúp chúng ta có thể thành công, giúp chúng ta có được những chương trình hội thảo, những chương trình kỷ niệm đại lễ một cách an toàn. Nếu như không bày tỏ lòng tri ân tới sự phụng sự của những tình nguyện viên đó, không cảm ơn những nỗ lực của họ thì quả là một điều thiếu sót. Và tôi cũng phải cảm ơn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cảm ơn cộng đồng Phật tử quốc tế, các giáo hội của các quốc gia đã hết sức nỗ lực, và chính điều đó đã góp phần vào thành công của đại lễ lần này. Và chương trình đại lễ Phật Đản năm nay của chúng ta hẳn là không thể thành công được nếu thiếu sự ủng hộ của quý vị. Tất cả các giáo hội đến từ các quốc gia khác nhau trên thế giới, đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã cùng về đây. Và rất nhiều vị đại biểu đã cùng nỗ lực để giúp chúng ta thành công, và chúng tôi mong ước được tiếp tục đón tiếp quý vị quay trở về Việt Nam với chúng tôi trong những lần tới đây trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chăm chú lắng nghe và ủng hộ chúng tôi. Trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ với bài tổng kết đại lễ. Thank you very much, Venerable Thích Nhật Từ. Kính thưa đại lễ, tuyên bố chung Vesak 2019 đó là tiếng nói của ICDV và cũng là tiếng nói của 4.500 đại biểu chính thức đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ, và giờ phút này là tuyên bố chung Hà Nam. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội, Tổng Thư ký Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam, tuyên bố chung Hà Nam. The Vesak Declaration is a common voice of 4,500 official delegates from 112 countries and territory. Now may I invite Venerable Thích Đức Thiện, Vice President of Vietnam Buddhist Sangha and Secretary General of Executive Council of National Vietnam Buddhist Sangha, President of ICDV, to read the Ha Nam Declaration. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu tham dự Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019 tại Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam, diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 5 năm 2019 đã thành công rực rỡ. Thông qua Hội thảo Khoa học Quốc tế, các đại biểu đã có cơ hội để khẳng định những giá trị cốt lõi trong giáo lý Phật giáo hơn bao giờ hết càng cần thiết ứng dụng trong xã hội ngày nay vì nền hòa bình thế giới, vì phát triển, sự phát triển bền vững. Thông qua sự chia sẻ về phương pháp hành trì cũng như những nội dung văn hóa của đại lễ đã đem đến cho chúng ta thấy được ý nghĩa
của ngày đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc. Bằng những trí tuệ tập thể, bằng những nỗ lực của tất cả các đại biểu tham dự đại lễ trong suốt 3 ngày qua, Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã thống nhất ra bản tuyên bố Hà Nam năm 2019. Sau đây, xin thay mặt cho Ủy ban Quốc tế Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 xin được tuyên đọc tuyên bố Hà Nam 2019. Nhân dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 16 diễn ra từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc Hà Nam Việt Nam, tất cả chúng tôi, những đại biểu đến từ 112 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham dự Hội thảo Phật giáo quốc tế nhân Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc tổ chức từ ngày 12 tới ngày 14 tháng 5 năm 2019. Chúng tôi có mặt tại đại hội này dựa vào nghị quyết số 54/115 đã được thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kỳ họp thứ 54, chương trình nghị sự 174, trong đó tuyên bố rằng Đại lễ Vesak vào ngày trăng tròn tháng 5 dương lịch, tương đương với tháng 4 âm lịch, được quốc tế công nhận và tổ chức tại trụ sở Liên Hiệp Quốc và các văn phòng khu vực từ năm 2000 trở đi. Ngày Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc được tất cả các truyền thống Phật giáo đồng tổ chức như lễ tam hợp thiêng liêng. Đại lễ Vesak góp phần nâng cao sự hiểu biết, chia sẻ và hợp tác lẫn nhau giữa các truyền thống và tổ chức Phật giáo cũng như các cá nhân thông qua việc gặp gỡ, đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Phật giáo và các học giả nhằm giải quyết những vấn đề quan tâm mang tính toàn cầu. Sau khi cùng thảo luận, chúng tôi đồng thuận thông qua và công bố thông điệp về hòa bình, xã hội bền vững và các vấn đề liên quan khác dựa trên lời dạy của Đức Phật về từ bi và trí tuệ. Trong khi cùng nhau thảo luận các vấn đề liên quan đến cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững, chúng tôi đã chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu về các xu hướng mới nhất và phát triển trong các lĩnh vực khác nhau, cũng như thận trọng xem xét tầm quan trọng, phạm vi, mức độ phức tạp và các tác động thực tế của những vấn đề này trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự trọng thị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng những hỗ trợ quý báu của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong việc tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và Hội thảo quốc tế trong khuôn khổ của đại lễ này đã được diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp. Sau 3 ngày làm việc, thuyết trình học thuật, thảo luận, trao đổi chuyên sâu, tham gia các sự kiện văn hóa và thắt chặt tình thân hữu Phật giáo. Do đó, trong lễ bế mạc của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và Hội thảo quốc tế thành công này, chúng tôi cùng có mặt tại đây đã nhất trí thông qua tuyên bố Hà Nam 2019 như sau. Điều 1. Các cam kết chung. Để hiểu rõ hơn và thực hiện đầy đủ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, chúng tôi quyết tâm 1. Đảm nhận vai trò ngày càng tích cực ở địa phương và trên toàn cầu, chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn với xã hội nhằm ủng hộ, xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh khủng hoảng xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa ngày càng sâu sắc và phức tạp. 2. Tiếp sức sống với khái niệm Phật giáo nhập thế bằng cách hướng tới các hoạt động mang tính toàn cầu và tham gia tích cực hơn vào các tổ chức quốc tế. 3. Phê chuẩn cách tiếp cận của Phật giáo như mô hình toàn mãn nhằm đạt được lý tưởng hòa bình và hiểu rõ các giá trị phổ quát của nhân loại. 4. Thể hiện sự đồng tâm với các triết lý Phật giáo
nhằm khám phá các đặc điểm và bối cảnh thay đổi trong việc theo đuổi giáo pháp của Đức Phật như sự hướng dẫn tinh thần cho nền quản trị toàn cầu. 5. Nhận diện khuôn khổ của hành động quốc tế dựa trên Phật giáo là giải pháp khả thi cho sự thịnh vượng, phát triển và tiến bộ của nhân loại trong tinh thần duyên sinh. 6. Thừa nhận sự vĩ đại của Phật giáo trong thời hiện đại. Điều 2. Hồi đáp của Phật giáo về trách nhiệm cùng chia sẻ. Để thúc đẩy khái niệm về trách nhiệm cùng chia sẻ, chúng ta quyết tâm 1. Xây dựng nền tảng chủ động và hỗ trợ các tương tác bằng cách xác định vai trò quan trọng của các cộng đồng Phật giáo trên thế giới. 2. Hỗ trợ chuyên môn của mỗi người trên cơ sở các nguyên tắc Phật giáo vì lợi ích cùng nhau và vì nhau. 3. Mở rộng ý tưởng của tâm từ bi, hành động thiện lành và hỗ trợ để giúp đỡ những người ngoài cộng đồng Phật giáo mà không có bất kỳ sự phân biệt nào trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và giới tính. 4. Nhấn mạnh các đóng góp quan trọng của các cá nhân, các tập thể cùng chia sẻ bằng cách đề cao ý tưởng, nếu cá nhân chúng ta không làm thì ai sẽ làm đây? 5. Hợp tác với các cơ quan quốc tế ở các cấp độ trách nhiệm khác nhau nhằm đạt mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là chuyển hóa khổ đau. 6. Truyền bá 5 điều đạo đức Phật giáo và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương nhằm biến chúng thành các mục tiêu cụ thể như nền tảng của trách nhiệm cùng chia sẻ đối với điều kiện sống tốt hơn trên toàn thế giới. Điều 3. Cách tiếp cận của Phật giáo về xã hội bền vững. Để tham dự cùng tạo nên các xã hội bền vững, chúng ta nêu ra các quyết tâm. 1. Tận dụng tứ diệu đế và bát chính đạo làm cách tiếp cận nền tảng đối với các xã hội bền vững. 2. Tạo lên sự tương thích giữa các cộng đồng bằng cách nhận ra những lời dạy của Đức Phật có khả năng thúc đẩy sự phát triển tiềm năng của con người trong sự bền vững. 3. Tạo sức sống về sự hội nhập của 3 trụ cột Phật giáo về phát triển, gồm có bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Điều 4. Lãnh đạo có chính niệm vì hòa bình bền vững. 1. Nhấn mạnh cách tiếp cận đối thoại và phi bạo lực trong việc xây dựng hòa bình, đi ngược lại mô hình cũ, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu. 2. Khuyến khích các khái niệm về từ bi và trí tuệ làm nền tảng nhằm tránh khỏi và giải quyết các tranh chấp hoặc xung đột. 3. Xác quyết tầm quan trọng cơ bản của lãnh đạo có chính niệm liên quan đến sự hướng dẫn về đạo đức cá nhân và xã hội nhằm đóng góp vào việc xây dựng hòa bình, giải quyết các tranh chấp, xung đột, tôn trọng cuộc sống, chấm dứt bạo động cùng các cuộc chạy đua vũ trang, khắc phục bất bình đẳng và đặc biệt thực hành tâm nhân từ và không bạo lực thông qua đối thoại và hợp tác. Điều 5. Cách tiếp cận Phật giáo về gia đình hài hòa, y tế và xã hội bền vững. 1. Thừa nhận những biến đổi về cấu trúc gia đình và các hệ thống xã hội, đồng thời thúc đẩy các nguyên lý Phật giáo về truyền thông hòa hợp nhằm xây dựng gia đình hài hòa và xã hội bền vững. 2. Đánh giá ảnh hưởng của cuộc sống lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần và tạo thuận lợi cho chương trình sống lành mạnh theo Phật giáo bằng cách áp dụng và ứng dụng thiền định và chọn lọc các chế độ thực dưỡng có lợi cho sức khỏe. 3. Khuyến khích giảng dạy 5 điều đạo đức Phật giáo như một phần của chương trình học tại các trường từ cấp mẫu giáo đến phổ thông trung học nhằm đề cao khái niệm và lối sống tích cực, khỏe mạnh, hạnh phúc, có đạo đức và gia đình hòa thuận. 4. Thúc đẩy tinh thần của 5 điều đạo đức trong hệ thống tư pháp làm cơ sở cho việc giáo dục nhân phẩm và tái hòa hợp cộng đồng của các cá nhân bị giam giữ vì đã vi phạm pháp luật. Điều 6. Cách tiếp cận của Phật giáo đối với sự giáo dục toàn cầu về đạo đức. 1. Tái khẳng định rằng mục đích cuối cùng của giáo dục Phật giáo về đạo đức là để giải phóng con người khỏi tự ngã và khổ đau. 2.
tuyên truyền các khái niệm vô thường và vô ngã của Phật giáo trong nền giáo dục toàn cầu nhằm kiểm soát và chuyển hóa sự tham lam, giận dữ và vô minh vì một thế giới tốt đẹp hơn. 3. Kết hợp các nguyên lý Phật giáo với tâm lý học và triết học về giáo dục như cách khảo sát các vấn đề về đạo đức và đạo đức trong đó, trong chính nó. 4. Phối kết các nguyên tắc đạo đức Phật giáo vào hệ thống giáo dục quốc gia trong từng cấp học từ thấp đến cao. Năm, cổ suý sự hội nhập của trí tuệ và từ bi trong việc chăm sóc môi trường, phát triển sức mạnh tổng hợp giữa các cá nhân, trường học và cộng đồng. Điều 7, Phật giáo và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 1. Khuyến khích các nhà hoằng pháp ứng dụng các tiện ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để hiện đại hóa khoa học nghiên cứu về tâm của Phật giáo nhằm trị liệu và chuyển hóa con người bằng cách ứng dụng ngành nghiên cứu người máy, thông minh nhân tạo, bộ cảm biến và viễn kiến. 2. Hội nhập các thực hành Phật giáo với kỹ thuật hiện đại như là vi tính dựa vào chính niệm và ứng dụng máy tính và điện thoại cho thiền định. 3. Ủng hộ việc nghiên cứu tiếp tục trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo như một phương tiện hỗ trợ cuộc sống của con người, tạo cơ hội cho con người có nhiều thời gian rảnh rỗi để thực hiện các nhiệm vụ cao cả và có ý nghĩa hơn, tuy đó không phải là thực thể thay thế được con người. 4. Áp dụng triết lý Phật giáo vào việc đẩy mạnh sự hiểu biết về thế giới vận hành bằng các thuật toán. 5. Tăng cường sự lan tỏa giá trị của Phật giáo, từ bỏ các tâm lý tiêu cực, tham sân si để góp phần hạn chế các nguy cơ mất an toàn về thông tin, một trong những thách thức đáng lo ngại nhất của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 do những thay đổi về cách thức giao tiếp trên mạng điện tử toàn cầu. Điều 8. Cách tiếp cận Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững. 1. Truyền bá câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật với tư cách là người dành phần lớn cuộc đời mình sống hài hòa với thiên nhiên như nhu cầu không thể thiếu, hơn là gắn kết với thiên nhiên để tận dụng vì lòng tham, từ đó đề cao việc bảo vệ thiên nhiên và hạn chế việc khai thác một cách vô ý thức các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 2. Vận dụng tinh thần Phật giáo nhấn mạnh đạo lý duyên khởi, vạn vật nương tựa lẫn nhau để sinh tồn, để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và sự hài hòa giữa con người với thế giới tự nhiên. 3. Khuyến khích việc chuyển đổi năng lượng, thay thế những năng lượng phát thải lớn gây ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên bằng những năng lượng sạch và an toàn. 4. Hợp tác với các nhà doanh nghiệp để phát triển nguồn thực phẩm thay thế an toàn mà không lệ thuộc vào chất đạm động vật. Điều 9. Áp dụng chính sách và kết luận. 1. Chúng tôi đề nghị rằng những phát hiện được trình bày trên đây sẽ được kết hợp vào chương trình các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 2. Chúng tôi tuyên bố rằng đây là thời điểm mà cộng đồng thế giới cần bắt đầu sự phản ánh trung thực về các giải pháp Phật giáo và sử dụng các giải pháp này trong thế giới thay đổi nhanh chóng ngày nay. 3. Chúng tôi tuyên bố rằng đạo đức Phật giáo có giá trị văn hóa nhằm đóng góp vào sự phát triển của xã hội từ bi và có khả năng góp phần xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội phát triển bền vững, công bằng và nhân bản một cách nền tảng. 4. Chúng tôi tuyên bố rằng cộng đồng Phật giáo có thể đáp ứng mang tính quyết định cho những thách thức của các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 5. Chúng tôi kiến nghị các nhà lãnh đạo thế giới cần có sự cộng tác thiết thực hơn nữa với các lãnh tụ Phật giáo nhằm phát triển các hệ thống có khả năng khuyến khích việc đạt được các tiềm năng từ bi cũng như xã hội, kinh tế và do đó tạo ra thế giới mà tất cả chúng ta đều muốn sống. 6. Chúng tôi đề nghị chính phủ các nước, các tổ chức dân sự, các doanh nghiệp, gia đình và cá nhân không phân biệt tôn giáo hay truyền thống, hãy thực hiện lối sống luân lý
và đạo đức trong tinh thần duyên sinh và hướng đến sự hòa giải, ổn định và phát triển bền vững. 7. Chúng tôi tuyên bố rằng sự thực hành Phật giáo ở tất cả các cấp độ, các cá nhân và cộng đồng là dấn thân xã hội, trong đó tuệ giác từ Phật Pháp và thực tập thiền định phải mang ý nghĩa cụ thể nhằm giải quyết các tình huống đau khổ và bất công trong chính trị, môi trường, kinh tế và xã hội. 8. Chúng tôi khuyến khích việc mở rộng các tổ chức phi chính phủ Phật giáo nhằm tích cực tham gia vào công tác cứu trợ thiên tai, tương trợ an sinh xã hội và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Trên đây là toàn thể nội dung bản tuyên bố Hà Nam 2019 nhân đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc lần thứ 16 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc, Hà Nam, Việt Nam, thực hiện hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2019. Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 đã ấn ký. Hòa Thượng Giáo sư Tiến sĩ Prapandit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Thế giới đã ấn ký. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể quý vị khách quý, trên đây là toàn bộ bản tuyên bố Hà Nam 2019 Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vê Sắc 2019 được tổ chức thành công tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc, tỉnh Hà Nam. Continue, may I honor to invite the most venerable Dr. Dhammaratana, standing vice president of ICDV, come on to state to announce the declaration Hà Nam 2019 in English. So please come. Xin trân trọng kính mời các vị lãnh đạo Phật giáo sau đây lên sân khấu. Xin mời Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ạ. Hòa Thượng Thích Thiện Nhiễu ạ. Cùng thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Pháp. Thượng tọa Thích Đức Thiện. Venerable Dr. Thích Nhật Thu. Thượng tọa Thích Nhật Từ. Professor Lê Mạnh Thát. Giáo sư Lê Mạnh Thát. And also most venerable Professor Prapandit and most venerable Hòa thượng Giáo sư Prapandit, Hòa thượng Chao Chu. Tuyên bố Hà Nam năm 2019 nhân dịp đại lễ Vê Sắc Liên Hợp Quốc lần thứ 16 từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Article number 1, General Agreement. Điều 1, các cam kết chung. In order to better understand để hiểu rõ hơn and fully implement và thực hiện đầy đủ
các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Chúng tôi quyết tâm. Một, sẽ đảm nhận vai trò ngày càng tích cực hơn ở cả cấp độ địa phương và cấp độ toàn cầu, chia sẻ trách nhiệm mạnh mẽ hơn nữa với xã hội để nhằm ủng hộ xây dựng, duy trì và phát triển các xã hội bền vững trong bối cảnh mà hiện nay khủng hoảng về xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa đang ngày càng diễn ra sâu sắc và phức tạp. Hai, tiếp thêm sức sống cho khái niệm Phật giáo nhập thế bằng cách hướng tới các hoạt động mang tính toàn cầu và tham gia tích cực hơn nữa vào các tổ chức quốc tế. 3. Phê chuẩn cách tiếp cận của Phật giáo, coi đó như một mô hình toàn mãn nhằm đạt được lý tưởng về hòa bình và để hiểu rõ các giá trị phổ quát của nhân loại. 4. Thể hiện sự đồng tâm với các triết lý của Phật giáo nhằm khám phá các đặc điểm và bối cảnh thay đổi trong việc theo đuổi giáo pháp của Đức Phật như là sự hướng dẫn tinh thần cho nền quản trị toàn cầu. 5. Thừa nhận khuôn khổ của hành động quốc tế dựa trên Phật giáo là giải pháp khả thi cho sự thịnh vượng, phát triển và tiến bộ của nhân loại trên cả trong tinh thần viên sinh. 6. Thừa nhận sự vĩ đại của Phật giáo trong thời kỳ đương đại. Điều 2. Để truyền bá cho tinh thần chia sẻ trách nhiệm, chúng tôi quyết định: 1. Xây dựng nền tảng chủ động và hỗ trợ cho các tương tác khác nhau bằng cách xác định vai trò hết sức quan trọng của các cộng đồng Phật giáo trên khắp thế giới. 2. Hỗ trợ về chuyên môn của mỗi người dựa trên cơ sở các nguyên tắc Phật giáo vì lợi ích cùng nhau và vì nhau. 3. Mở rộng ý tưởng về tâm từ bi, về hành động thiện lành và hỗ trợ để giúp đỡ cho những người ở ngoài cộng đồng Phật giáo mà đó là những người sẽ nhận được sự giúp đỡ mà không hề có sự phân biệt đối xử nào trên cơ sở chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo hay giới tính. 4. Nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng của các cá nhân, trách nhiệm của cá nhân trong các tập thể cùng chia sẻ. 5. Hợp tác với các cơ quan quốc tế ở nhiều cấp độ khác nhau với những trách nhiệm khác nhau nhằm đạt mục tiêu cuối cùng của Phật giáo là chuyển hóa khổ đau. 6. Truyền bá rộng rãi 5 điều đạo đức của Đức Phật và thúc đẩy sự tham gia tích cực của các cộng đồng địa phương nhằm biến đổi chúng thành các mục tiêu cụ thể như nền tảng của trách nhiệm cùng chia sẻ đối với điều kiện sống tốt hơn trên toàn thế giới của chúng ta. Điều 3. Để tham dự vào việc cùng tạo nên các xã hội bền vững, chúng tôi quyết tâm: 1. Tận dụng Tứ Diệu Đế và Bát Chính Đạo, coi đó là nền tảng của cách tiếp cận để hướng tới xã hội bền vững. 2. Tạo ra sự tương thuộc lẫn nhau giữa các cộng đồng bằng cách nhận ra rằng những lời dạy của Đức Phật có khả năng thúc đẩy sự phát triển tối đa tiềm năng của con người trong tinh thần bền vững.
3. Tái tạo sức sống cho sự hội nhập của ba trụ cột Phật giáo về phát triển, bao gồm bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Điều 4. Để tạo ra hòa bình trong tinh thần chính niệm, chúng tôi quyết tâm: 1. Nhấn mạnh cách tiếp cận đối thoại và phi bạo lực trong việc xây dựng nền hòa bình, trái ngược với mô hình cũ, kẻ mạnh quyết đáp kẻ yếu. 2. Khuyến khích các khái niệm về trí tuệ và lòng từ bi, coi đó là nền tảng để tránh xa mọi xung đột và giải quyết mọi xung đột. 3. Xác quyết tầm quan trọng hết sức cơ bản của lãnh đạo của chính niệm liên quan tới sự hướng dẫn về đạo đức cho các cá nhân và cho xã hội nhằm đóng góp vào việc xây dựng nền hòa bình, cụ thể là để giải quyết các tranh chấp, xung đột, tôn trọng cuộc sống, chấm dứt bạo lực, cũng như là thực hành các vấn đề về bất bạo động, giải quyết các vấn đề thông qua hòa giải. Điều 5. Để tạo ra xã hội bền vững, chúng tôi quyết tâm: 1. Thừa nhận những biến đổi về cấu trúc gia đình đương đại cũng như là hệ thống xã hội đương đại, và đồng thời sẽ thúc đẩy các nguyên lý của Phật giáo về hòa hợp trong lĩnh vực truyền thông nhằm xây dựng gia đình hài hòa và xã hội bền vững. 2. Đánh giá những tác động của cuộc sống lành mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần và tạo thuận lợi cho các chương trình sống lành mạnh theo Phật giáo bằng cách áp dụng các nguyên tắc của thiền định và chọn lọc các chế độ thực dưỡng có lợi cho sức khỏe. 3. Giảng dạy về 5 điều đạo đức của Phật giáo, coi đó như một phần của chương trình học chính quy tại các nhà trường từ cấp mẫu giáo đến bậc học phổ thông, trung học, nhằm đề cao khái niệm về lối sống tích cực, khỏe mạnh, hạnh phúc, có đạo đức và gia đình hòa thuận. 4. Thúc đẩy tinh thần của 5 điều đạo đức trong hệ thống tư pháp, lấy đó làm cơ sở cho việc giáo dục về nhân phẩm và tái hòa nhập cộng đồng của các cá nhân bị giam giữ. Điều 6. Để cải thiện hệ thống giáo dục toàn cầu, chúng tôi quyết tâm: 1. Tái khẳng định rằng mục đích tối thượng của giáo dục Phật giáo về đạo đức chính là để giải phóng cho con người thoát khỏi tự ngã và những sự khổ đau. 2. Tuyên truyền về các khái niệm của Phật giáo liên quan tới vô thường và vô ngã trong nền giáo dục toàn cầu, nhằm có thể kiểm soát và chuyển hóa sự tham lam, giận dữ và vô minh để có được một thế giới tốt đẹp hơn. 3. Kết hợp các nguyên lý của Phật giáo với tâm lý học và triết học trong lĩnh vực giáo dục, coi đó như một cách để khảo sát các vấn đề của đạo đức và đạo đức trong chính bản thân nó. 4. Phối kết các nguyên tắc đạo đức của Phật giáo vào hệ thống giáo dục quốc gia trong từng cấp học, từng bậc học. 5. Cổ suý sự hội nhập của trí tuệ và lòng từ bi trong việc chăm sóc môi trường, phát triển sức mạnh tổng hợp giữa các cá nhân, nhà trường và cộng đồng. Điều 7. Với sự hỗ trợ của nền tảng kỹ thuật số, chúng tôi quyết tâm: 1. Khuyến khích các nhà hoằng pháp tận dụng các tiện ích của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để hiện đại hóa khoa học nghiên cứu về tâm linh của Phật giáo, nhằm trị liệu và chuyển hóa con người
bằng cách sử dụng ngành nghiên cứu về tự động hóa, người máy, trí tuệ nhân tạo, các loại cảm biến và các loại hệ thống điều khiển viễn kiến viễn thám. 2. Hội nhập các thực hành Phật giáo với kỹ thuật hiện đại, ví dụ như là máy vi tính dựa vào chính niệm và các ứng dụng điện thoại di động để phục vụ cho thiền định. 3. Ủng hộ cho việc tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, coi đó như là một phương tiện để hỗ trợ cho con người có được nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để có cuộc sống tốt đẹp hơn, thực hiện những nhiệm vụ cao cả và có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, đó không phải là điều có thể hoàn toàn thay thế cho con người. 4. Áp dụng triết lý của Phật giáo vào việc thúc đẩy sự hiểu biết về thế giới đang vận hành hiện nay bằng các thuật toán khác nhau. Điều 8. Hiểu về cách tiếp cận của Phật giáo có tầm vô cùng quan trọng, cho nên chúng tôi quyết tâm: 1. Truyền bá câu chuyện về cuộc đời của Đức Phật với tư cách là người đã dành phần lớn cuộc đời của mình để sống cách hài hòa với thiên nhiên, coi đó như là nhu cầu không thể thiếu, chứ không chỉ là sự gắn kết với thiên nhiên để tận dụng vì lòng tham của mình. 2. Vận dụng tinh thần Phật giáo, nhấn mạnh đạo lý duyên khởi, vạn vật nương tựa lẫn nhau để sinh tồn, để đảm bảo cân bằng hệ sinh thái tự nhiên và sự hòa hợp giữa con người với thế giới tự nhiên. 3. Khuyến khích việc chuyển đổi năng lượng, thay thế những năng lượng phát thải lớn gây ô nhiễm hoặc làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên bằng những năng lượng sạch và an toàn. Điều 9. Hiểu về những nhu cầu liên quan đến việc áp dụng trong những chính sách khác nhau cho các bên liên quan, chúng tôi quyết tâm: 1. Chúng tôi yêu cầu rằng những nội dung này đã được trình bày trên đây cần phải được đưa vào trong chương trình các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc để hiện thực hóa. 2. Chúng tôi tuyên bố rằng đây là thời điểm mà cộng đồng thế giới cần phải bắt đầu phản ánh một cách trung thực về các giải pháp của Phật giáo, cũng như là phải sử dụng các giải pháp này trong thế giới ngày nay để mà ứng phó trước những thay đổi nhanh chóng của thế giới. 3. Chúng tôi tuyên bố rằng đạo đức Phật giáo có giá trị văn hóa để đóng góp vào sự phát triển, tạo ra một xã hội từ bi hơn và có khả năng góp phần xây dựng hệ thống bền vững hơn, công bằng hơn, nhân bản hơn về chính trị, kinh tế và xã hội. 4. Chúng tôi tuyên bố rằng cộng đồng Phật giáo có thể trở thành đối tác rất là quan trọng để hỗ trợ trong quá trình đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. 5. Chúng tôi yêu cầu các nhà lãnh đạo thế giới cần có sự cộng tác thiết thực hơn nữa với các lãnh đạo Phật giáo nhằm phát triển các hệ thống có khả năng khuyến khích việc đạt được các tiềm năng về lòng từ bi cũng như là về kinh tế xã hội. Đó là những tiềm năng nếu như khai phá được sẽ giúp chúng ta tạo ra thế giới mà tất cả chúng ta đều sống trong đó. 6. Chúng tôi khẳng định rằng chính phủ các nước, các tổ chức dân sự, các doanh nghiệp, các gia đình, các cá nhân, không phân biệt họ theo truyền thống tôn giáo nào đi chăng nữa, hãy đều cần phải thực hiện lối sống luân lý và đạo đức trong tinh thần duyên sinh của mình. 7. Chúng tôi tuyên bố rằng sự thực hành Phật giáo ở tất cả các cấp độ, kể cả cấp độ cá nhân và cấp độ tập thể, đều thể hiện rằng đó là sự dấn thân xã hội, và trong đó tuệ giác từ Phật Pháp và sự thực tập thiền định phải mang ý nghĩa cụ thể để giải quyết được các tình huống về đau khổ và bất công trong các lĩnh vực xã hội, chính trị, kinh tế, môi trường. 8. Chúng tôi khuyến khích việc mở rộng các tổ chức phi chính phủ về Phật giáo nhằm có thể tích cực tham gia
vào công tác liên quan tới cứu trợ thiên tai, hỗ trợ về an sinh xã hội và nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố được thực hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Túc, tỉnh Hà Nam, Việt Nam. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2019, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Hòa Thượng Giáo sư Brahma Pundit, Chủ tịch Hội đồng Quốc tế Tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, Chủ tịch của Hiệp hội các trường Đại học Phật giáo Thế giới đã ký. Xin cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Dhamma Ratana cùng các quý vị đại diện của ICDV vừa tuyên bố bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Thank you very much, most venerable, and all most venerables here in this stage. Kính thưa đại lễ, trong 3 ngày làm việc với các chuỗi sự kiện văn hóa phục vụ cho đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, chúng ta đã tham dự tất cả các sự kiện và có thể nói đại lễ Vesak kỳ này chắc có lẽ không thể trang nghiêm hơn và không thể hoành tráng hơn. Với tinh thần đó, Liên minh Kỷ lục Thế giới đã trao những phần kỷ lục cho ban tổ chức, gồm có kỷ lục đàn lễ cầu nguyện hòa bình lớn nhất thế giới và kỷ niệm nhân tổ chức Vesak tại Việt Nam, Chùa Thánh Quang cũng đã xây dựng tháp Đại Bi Kim Cương có hệ thống 158 tượng vàng và 108 chuông vàng tự động vang kêu nhiều nhất thế giới. Giờ phút này, ladies and gentlemen, the 2019 Vesak has taken place with hundreds of meaningful activities and we have worked very hard towards this ultimate success of the event. And today in this program, we are very honored to receive the World Book of Record from many records, world records, such as the world's biggest peace praying ceremony, the Great Diamond Stupa with 158 bronze plated statue and with automatic echoes in the world. Xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Hạ Lạc, Trưởng Ban Văn hóa Trung ương và Hòa Thượng Thích Hải Ấn, Phó Ban Thường trực Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiến lên phía trước để nhận bằng và kỷ niệm chương của Liên minh Kỷ lục Thế giới. We'd like to invite Most Venerable Thích Thọ Lạc and Venerable Thích Hải Ấn, Chairman and Vice Chairman of the Central Cultural Committee of Vietnam Buddhist Sangha to proceed to the stage to receive the award. Trân trọng kính mời ông Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Dân Doanh Trẻ Bắc Ninh và ông Nguyễn Tiến Long, Chủ tịch Công ty Gốm sứ Phương Long lên nhận kỷ lục và kỷ niệm chương tháp Đại Bi Kim Cương. We'd also like to invite the Chairman of the Youth Business Association of Bắc Ninh, Mr. Ngọc Anh, and President of Tiến Long, Mr. Nguyễn Tiến Long, to proceed to receive the award. Kính mời Tiến sĩ Biswarup Roy Chuhuri, Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới và Giáo sư Viện sĩ Hoàng Quang Thuận, thành viên Hội đồng Liên minh Kỷ lục Thế giới tiến lên để trao. We'd also like to invite Dr. Bishop Roy Chuhuri, Vice President of the World Record Union, and Professor Hoàng Quang Thuận, member of the World Record Union, to proceed to the stage to present the awards. Và đây, bằng kỷ lục thế giới và kỷ niệm chương trao cho đàn lễ cầu nguyện hòa bình lớn nhất thế giới và tháp Đại Bi Kim Cương. Xin các quý vị. And this is the award for the world record for the world's biggest peace praying ceremony,
and the world record for the Great Diamond Super. Xin ngài Phó Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới và Giáo sư Viện sĩ Hoàng Quang Thuận hãy trao cho Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Một kỷ niệm chương kính gửi đến Ban Tổ chức Ban Văn hóa Trung ương và kính mời Hòa Thượng Thích Hải Ấn tiến lên phía trước để đón nhận. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you very much. Xin quý vị hãy nâng cao những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng kỷ lục đàn lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và tháp Đại Biên. Và tiếp theo, kính mời trao bằng và kỷ niệm chương đến tháp Đại Bi Kim Cương và mời ông Mẫn Ngọc Anh và ông Nguyễn Tiến Long đón nhận. And this is the award for the Great Diamond Stupa. Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Biswarup Roy Chuhuri và ông Hoàng Quang Thuận đã trao kỷ lục thế giới đến với tháp Đại Bi Kim Cương đang hiện hữu tại Bắc Ninh. Thank you, Dr. Biswarup Roy. Xin quý vị hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt Professor để chúc mừng Hoàng Quang Thuận for awarding the World Record Union Award to. Xin trân trọng cảm ơn quý tôn đức và quý ông, xin kính mời trở lại vị trí an toàn. Please head to your seats, please. Và kính thưa đại lễ, trong chuỗi sự kiện văn hóa được tổ chức trong nhiều ngày qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã gửi kỷ lục đến 10 kỷ lục trong Vesak, gồm có cờ Phật giáo xếp thành đèn hoa lớn nhất, số lượng người tham dự lễ tụng kinh chuyển Pháp Luân lớn nhất, đàn cầu nguyện hòa bình lớn nhất, hoa đăng cầu nguyện hòa bình thế giới đông nhất, số lượng tham dự lễ tắm Phật được tổ chức với lượng người đông nhất, hội chợ văn hóa Phật giáo lớn nhất, hội thảo Phật giáo quốc tế lớn nhất, đại lễ Phật đản Vesak lớn nhất, triển lãm nghệ thuật Phật giáo lớn nhất và chương trình biểu diễn nghệ thuật Phật giáo lớn nhất. Xin kính mời Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký ICDV tiến lên phía trước để nhận. In the UNDV 2009, we have also many Vietnamese breaking records, such as the largest Buddhist cultural fair, the largest international Buddhist cinema, the largest Vesak celebration, the largest Buddhist art exhibition, the largest international Buddhist art performance program, the largest Buddhist flag lined with flower lanterns, the largest number of attendees attending the Praying for World Peace, the largest festival Latin, the largest number of participants in the Buddha bathing ceremony. Kính mời tiến sĩ Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông tiến lên để nhận trao bằng và kỷ niệm chương Kỷ lục quốc gia Việt Nam cho ban tổ chức. We'd like to invite Dr. Lê Doãn Hợp and Dr. Thang Văn Phúc to proceed to the stage to receive the award from Venerable Thích Nhật Từ. Và Thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ nhận một phần tiêu biểu trong số 10 kỷ lục vừa được lập chuẩn và quyết định sáng hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn Thượng tọa Thích Nhật Từ. Trân trọng cảm ơn các quý ông. Thank you very much. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý khách và đại lễ,
để thể hiện lòng từ bi của người con Phật ở trong sự kiện quan trọng này, ban tổ chức đã trao tặng tiền từ thiện trị giá 1 tỷ đồng đến quỹ khuyến học tỉnh Hà Nam. Giờ phút này kính mời Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng ban từ thiện Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên trao quà từ thiện, và trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân lên nhận phần quà trị giá 1 tỷ đồng cho quỹ khuyến học tỉnh Hà Nam. We'd like to invite Excellency Mr. Thích Quảng Tùng, Vice President of the Executive Council of National Vietnam Sangha, Head of the Donation Committee, and Excellency Mr. Nguyễn Xuân Đông, Vice Party Secretary, Chairman of Hanam's People's Committee, to proceed to the stage to receive the donation worth of 1 billion Vietnamese dong. Và đây, thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Tổ chức Quốc tế đang trao tặng quỹ khuyến học đến tỉnh Hà Nam trị giá 1 tỷ, xin những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. The Vietnam Buddhist Sangha is presenting a donation of trân trọng cảm ơn Hòa thượng, cảm ơn ông Chủ tịch. Hanam Province. Và kính thưa đại lễ, chương trình tặng quỹ khuyến học đến tỉnh Hà Nam cũng đã khép lại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019 do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai. Xin trân trọng cảm ơn Đại lão Hòa thượng Thích Hiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự, cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo cấp cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ladies and gentlemen, venerables, most venerables, we have come to the end of the closing ceremony of 2019. We'd like to thank you very much for your attention. Trân trọng cảm ơn Hòa thượng Pradhamma.